Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần hôm qua là cái bài kinh Phật giải thích vì sao có những người chết rồi thì lại đi xuống, với người chết rồi đi lên. Thì chúng tôi đã giảng sơ về thập thiện và thập ác. Trước khi đi sang cái phần khác á, thì chúng tôi đọc lại chú giải thì thấy có cái phần này thì cũng cần ôn lại cho quý Phật tử chút xíu. Đó là cái ông Bà La Môn mà sau khi ổng được nghe giải thích xong thì ổng phát cái tính tâm, ổng nguyện trở thành một người thiện nam. Thì từ cái chỗ đó, trong chú giải mới giải thích thêm thiện nam và tín nữ á, mà theo cái ý, theo cái định nghĩa chính thống của Phật giáo á, là gì. Thì bên tiếng Trung, tiếng Pali á, cả tiếng Sanskrit nữa, thì thiện nam tín nữ á, được gọi là Upasaka là thiện nam. Tào âm là Upatak, thiện nam. Còn tín nữ là Upasika, tức là Upaji, tức là chỉ cho tín nữ hoặc là cận sự nữ. Thì các vị thấy là nó trong chú giải có ghi rõ thế này, gọi là tại sao gọi là Upasaka. Thì trong đây ghi rõ đó, Upasaka nghĩa là sao? Tức là tí xá ra năng u và sắp tí bằng u và sắc cá u và si ca, có nghĩa là cái người nào mà gắn bó kề cận với tam bảo trong tam nghiệp á, qua tam nghiệp, tam bảo mà qua tam nghiệp á, thì gọi là thiện nam hay tín nữ. Nhớ cái đó, tí sara năng upasati upasaka upasika, nhớ chỗ đó. Và gắn bó là sao? Gắn bó có nghĩa là nói, làm và suy tư luôn luôn là gắn liền với Phật pháp. Nói, làm và suy tư, cái đầu của mình luôn luôn nghĩ đến Phật pháp, nói và làm cũng từ cái suy tư đó mà ra. Đó là định nghĩa một. Cái định nghĩa hai đó là cái người nào mà có những cái thành tựu sau đây. Thành tựu sau đây có nghĩa là cái người nào, người mà có năm giới cũng kể là thiện tính. Nói chung thiện tính tức là thiện nam tính nữ và hoặc là cái người mà thành tựu giới hạnh và sinh kế thanh tịnh á, cũng là thiện tính. Và đúc kết lại nha, thì trong Tăng Chi Bộ Kinh ha, phần năm pháp đang học có phần hai pháp, thì Phật dạy rằng có năm cái tiêu chuẩn làm nên một người cư sĩ đúng nghĩa trong Phật pháp. Một một là gì ta? Một là sắc thô, tức là có cái chánh tín, tức là niềm tin đi với trí tuệ.
Cái số 2 đó là Silova, có nghĩa là có căn bản đạo đức từ việc gìn giữ năm giới, tám giới. Cái số 3 đó gọi là Nát Cô Tu Há Lát, Nát Cô Tu Há Lát Măng Ga Ly Cô Hồ Tỷ. Căm Măng Phách Chì Tí Nô Măng Ga Lăng, Nô Măng Ga Lăng có nghĩa là không mê tín dị đoan, tin tưởng hoàn siêng, chỉ tin nghiệp lý. Ở đây mình học thêm chữ nữa nha, mình đang học được cái chữ gọi là Cô Tu Ha La Măng Ga Ly Cô, Cô Tu Ha La Măng Ga Ly Cô có nghĩa là mê tín dị đoan nha. Sẵn này học thêm chữ mới nữa, mình là Phật tử, Năm Tông mà đôi khi đó những cái từ quan trọng mà mình không biết, dốt gì thì dốt, lười gì thì lười, nhưng mà mấy cái chữ này phải biết chứ nha. Măng Ga Ly Cô ha, Cô Tu Ha La Măng Ga Ly Cô là mê tín dị đoan. Rồi cái nữa số mấy ta, số mấy ta, số 3 đi tới số 4. Tới số 4, ý tô chá, ý tô chá ba hít thà, ý tô chá ba hít thà na ý tô, chữ na này, na ý tô, na ý tô ba hít thà, đắc khi này dần. Chịu khó viết đi chút xíu bởi vì cho nó có gốc trong thời cái này, do nó sự cũng chế là mệt lắm nha. Gao về sạch tí có nghĩa là không đi tìm đối tượng tôn thờ ở ngoại đạo. Rồi cái số 5 là ý tha chá, ý tha chá bắp bà cà răng caro tí. Có nghĩa là luôn ưu tiên cho tam bảo. Chữ bắp bà cà răng là ưu tiên ha, sẵn nào học thêm chữ mới nữa, bắp bà cà răng là ưu tiên. Nhớ nha. Như vậy thì có năm cái này cộng lại mới được gọi là một người cư sĩ. Nhớ cái đó, năm cái này cộng lại mới gọi là người cư sĩ. Một là một là coi như là phải có chánh tín ha, rồi hai là phải có giới, thứ ba là không có mê tín dị đoan, chỉ tin nghiệp lý. Rồi cái số 4 là nát ý tô cho phải hết ta đắc cái này tí, là không đi tìm đối tượng tôn thờ ở ngoài đạo. Rồi cái số 5 á là ít tha chấp bất ca đang còn đầu tiên, luôn ưu tiên người ta bảo thì cái này chứ bất ca đang là ưu tiên. Nhớ nha, nhớ cái đó. Người không có niềm tin Phật pháp mà nghe năm cái này thấy hay kỳ kỳ, nhất là nghe hai cái sau á thì nghe hay kỳ kỳ, giống như là Đức Phật ngày dạy mình này, giống như là chỉ biết có ngài thôi. Thì sẵn đây tôi nói luôn, các vị xem kinh Upali nhé, Trung Bộ, sẽ thấy cái thái độ, sẽ thấy cái thái độ và cái quan điểm của Phật nhé, trong cái việc dạy đệ tử hành xử ra sao
với ngoại đạo. Này đó là ông muốn đi đến để mà ông vấn nạn làm khó Đức Phật trước mặt mọi người, để cho thấy rằng là ngài là không có như là người ta đồn thổi. Nhưng mà khi mà ông đến gặp ngài rồi, ông được ngài cảm hóa, ông trở thành Phật tử nha, thì ông có thưa với ngài cái chuyện này là: trước đây con theo ngoại đạo, con hộ trì cung dưỡng, nuôi cơm nuôi áo cho họ, bây giờ con là đệ tử Thế Tôn, bây giờ con mà buông họ thì coi cũng kỳ. Họ nói là con giống như là có mới nới cũ, nhưng mà trong lòng con giờ chỉ có Tam Bảo thì làm sao mà con thể quay lại với những đối tượng như vậy được, thì bạch Thế Tôn con phải làm sao đây? Thì Đức Phật dạy thế này: xưa giờ họ vẫn xem ngươi là cái giếng nước, là nguồn sống. Thì nay hãy tiếp tục là cái giếng nước, là cái nguồn sống cho người ta. Cái chuyện đó nó không hề ảnh hưởng gì đến cái việc mà ngươi là một người Phật tử. Bởi vì giúp ai cũng là giúp. Xem lại nha, xem kinh Upali á, Trung Bộ, sẽ thấy cái thái độ và quan điểm của Đức Phật trong cái việc dạy đệ tử hành xử ra sao với ngoại đạo nha. Rồi thì ôn cho bà con, chúc cho vui vậy đó, ôn cho vui, ôn cho vui. Tức là cái bài, cái đó là cái phần lẽ ra phải nói cỡ kinh trước, nhưng mà hôm qua hết giờ cái mình ngưng luôn. Thì bây giờ tiếp theo là mình học với kinh khác, cái học với kinh khác, học qua cái kinh mà gọi là ông một kinh ông Chanusso Ní. Chanusso Ní thì ông này ông cũng hỏi Đức Phật câu hỏi giống như vậy nha. Bây giờ mình học qua câu đoạn 8 đi. Đoạn 8. Đoạn 8. Cái nào giảng rồi tôi không giảng nữa. Từ đoạn 8 mà cho tới đoạn 8, phan đoạn 8 và đoạn 9. Đoạn 8 và đoạn 9. Nội dung là khẳng định, khẳng định cái giá trị của thiện pháp và cái sự tai hại của ác pháp. Chỉ vậy thôi, đoạn 8 và đoạn 9 ấy, là khẳng định cái giá trị của thiện pháp và tai hại của ác pháp. Ở đây ấy, chúng tôi cũng phải mở ngoặc nó thêm chút xíu về cái chuyện này. Cái tinh thần mà gọi là làm lành lánh dữ đó thì phải nói là nó phản phất, nó bàn bạc, nó lan man khắp các cái nền văn hóa tâm linh tín ngưỡng từ xưa đến giờ, trước và sau khi mà Đức Phật ra đời nha. Cái đó là nó đã phản phất, nó đã lan man, nó đã bàn bạc nha. Cái đối với nhân loại trên hành tinh này thì cái chuyện nó không có gì lạ hết. Nhưng mà ở đây đó là sao cái cô này cũng lạ ha. Cái cô này cũng là trích dẫn cái chuyện mà quán thấy hai lợi ích là đâu vậy ta? Thì tôi xin nhắc lại nha, cái chuyện mà làm lành lánh dữ thì xưa nay cũng biết đó, nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn ngài xác nhận lại trong cái tư cách một vị chánh đẳng chánh giác, một cái người mà mắt nhìn thấu là muôn cõi, mà tấm lòng nghĩ suốt ngàn đời nha. Chứ còn thí dụ như bây giờ một cái anh nhà quê không biết chữ, thì anh cũng có thể mở miệng ra anh nói đến cái đạo lý gọi là làm lành lánh dữ. Một học giả
một thương gia, một cô kỹ nữ, một cái người lao động, thì ai cũng có thể nói ra cái đạo lý này hết. Nhưng mà ở đây trong cái tư cách của một vị chánh đẳng chánh giác, mà trong kinh nói rằng đó là ngài có những cái điều đặc biệt sau đây mà người khác không có. Thứ nhất là với cái thần thái, cái đạo phong của một cái người mà coi như là hiểu biết tất cả mọi sự ở đời và thành tựu tất cả mọi đức tánh. Và nó có một cái chi tiết nhỏ xíu 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 nữa là trong 32 tướng của ngài có một cái tướng rất độc đáo, đó là cái tướng lưỡi dài rộng và 40 cái hàm răng ngài có 40 cái. Hai cái tướng này đó, nó cho phép ngài có một cái thần uy thần lạ lùng lắm, là cái người ghét ngài cách mấy, bài bác dè biểu dèm xỉm ngài cách mấy, nhưng mà khi Thế Tôn đã nói ra đó thì người ta phải tin thôi, ghét gì thì ghét. Nhưng mà nhiều và rất nhiều chỗ trong kinh ấy, ngay cả những cái ngoại đạo thù ghét ngài họ vẫn mới xác nhận cái này. Sa môn Gotama không bao giờ nói dối. Đặc biệt như vậy nha. Cho nên cái bài kinh này, cái nếu mà chúng ta biết thêm được thêm cái chi tiết đó, chúng ta mới thấy cái chỗ này đặc biệt. Đức Phật khẳng định, xác định rằng thì là này anh đang ta khẳng định ấy, là cái thiện là cái chuyện phải thực hiện, cần thực hiện, nên thực hiện, còn cái ác là cái điều cần phải tránh, nên tránh, phải tránh. Và Đức Như Lai ngài thành tựu bốn cái pháp vô sở úy, có nghĩa là bốn cái pháp đem lại cho ngài cái sự tự tại vô ngại giữa các đám đông, thì trong đó có tiếng Pali gọi là Visarakya. Tôi nói gì kệ tôi, bà con cứ là vô Google là tra là thấy bốn chữ này gọi là bốn cái Visarakya, tức là bốn cái pháp gọi là vô sở úy của chư Phật. Là không e ngại ai, nghi ngờ cái sự chứng đắc của mình. Đặc biệt như vậy. Như bây giờ đó là các vị thấy một nhà sư mà có thể nói là uyên thâm Phật pháp, nhưng mà bây giờ ông sơ thiền nó không có, sơ thiền không có, thì bây giờ nói gì thì nói, chứ còn khi mà ông lâm trọng bệnh mà nằm trên giường chết thì bản thân ông cũng không chắc ông sẽ đi về đâu nha. Tại vì tối thiểu á, là chỉ có người có sơ thiền họ mới biết là họ sẽ đi về đâu. Vì đắc sơ thiền mà nếu giữ được đến giờ cận tử thì chắc chắn là phải về phạm thiên rồi nha. Đó là dởm, đó là phải sơ thiền, còn xịn là phải là sơ quả nha, thì biết chắc là mình không có bị đọa. Còn ngoài ra đó là phải nói nó là ai, không có ai mà là tin chắc chắn được cái sở đắc của mình. Sở đắc của mình, cho nên là chỉ có chư Phật. Thí dụ ngay cả một vị đệ tử tinh văn đi, các ngài biết chắc các ngài không có đọa, nhưng mà phải nói rằng các ngài hoàn toàn có thể gặp khó khăn khi gặp những cái đối thủ mà nó nhanh trí hơn mình, nó ma giáo hơn mình. Thí dụ như trong kinh nói suốt 12 năm trời, suốt 12 năm trời toàn kinh thành Sa-ga-la, hoàn toàn vắng mặt các tỷ kheo và tu sĩ là ngoại đạo, chỉ vì ai cũng e ngại đối thoại với vua Milinda. Khiếp chưa? Sau đó phải nhờ ngài Nagasen ra mặt để mà cảm hóa vị vua uyên bác và nghịch ngợm này. Khiếp chưa? Tức là cái riêng về chánh đẳng giác thì không, cái sự chứng đắc của ngài nó không có đối thủ. Có lần đó Vương Tử Bồ Đi nha, Vương Tử Bồ Đi, con
con của Xà Thế hay con như thế. Đến hỏi Đức Phật bạch Thế Tôn, con được nghe nói Thế Tôn là nhất thiết trí, là toàn giác, là cái gì cũng biết. Như vậy thì khi có người hỏi Thế Tôn chuyện này chuyện kia, Thế Tôn có phải suy nghĩ để trả lời hay không? Thì Đức Phật ngài dạy rằng là hoàng tử có biết nhiều, biết rành về xe cộ, thời đó thì xe chỉ có xe bò, xe ngựa thôi. Thì ngài hỏi chứ hoàng tử có biết nhiều về chiếc xe này không, ví dụ như là cái này là kêu cái gì, cái công dụng nó là cái gì, thì hoàng tử có biết không? Thì nó bảo Thế Tôn con rất là rành chiếc xe này, không có cái bộ phận nào trong đó mà con không biết. Nó tên gọi là gì, được làm ra với cái tác dụng gì, gắn ở đâu con biết. Đức Phật hỏi như vậy thì khi có người hỏi ngươi về những cái thứ mà phụ tùng linh kiện trong đó, ngươi có phải suy nghĩ trước khi trả lời không? Thì ông nói dạ bạch Thế Tôn không, bởi vì nó con lào lào này, con không cần trả lời. Cái này là đầm, cái này là niền, cái này là vành, cái này là trục, cái này là cái thùng, cái này là cái má, cái này là cái ké, cái này là cái ách. Cái giống gì con cũng biết. Thì Đức Phật nó cũng vậy đó, với cái sự chứng đắc của Như Lai là một vị chánh đẳng giác thì Như Lai không có phải suy nghĩ đắn đo khi mà trả lời bất cứ một cái nghi nan nào của chúng sanh trong ba cõi. Và ngài nói luôn, này Vương tử Bồ Đi, tất cả những gì mà chúng sanh gọi là suy tư, cảm nhận, tưởng tượng, hình dung, hiểu biết, nhận thức, thì tất thảy đều không nằm ngoài cái biết của Như Lai. Khiếp như vậy nha. Tức là kể cả những cái hành tinh mà người mà có những thế giới mà đó người ta không có ăn uống như mình ở đây, thì người ta uống nước dầu lửa, là tắm axit, ví dụ như vậy. Rồi cái cảm nhận của người ta đó ra sao, rồi có những chúng sanh mà hình kỳ hình dị dạng, họ thấy là cái lỗ mũi mảnh lằn trên trán mới đẹp, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái quái gở đó là không có gì mà lạ như ngài, còn mình là thiểu kiến đa quái, khi biết ít thì thấy thì cái lạ nó nhiều, còn ngài thì không có cái gì mà thấy lạ hết. Người biết con dồi nó thích ăn cái gì, người thích người biết con sâu nó thích ăn cái gì, con voi nó thích ăn cái gì, con cá nhà táng nó thích ăn cái gì, dân Ả Rập nó thích ăn cái gì, Phạm Thiên họ hoan hỷ trong cái gì, Dục Thiên thích cái gì, Dạ Xoa Càn Thác Bà Kim Thiên Điểu Long Dương, Cu Bằng Trà, mỗi loài thích cái gì ghét cái gì người biết hết. Cho nên là nghe nói rằng Như Lai vì thông suốt tất cả pháp giới, cho nên Như Lai không có phải suy nghĩ. Suy nghĩ khi mà trả lời bất cứ một cái nghi nan, một cái vấn nạn nào của tất cả chúng sinh nha. Cho nên ở đây khi mà ngài xác nhận rằng này anh đang gọi là này các vị kheo, ta khẳng định rằng thiện là cái phải làm và ác là cái nên tránh, thì ngài nói bằng cái tư cách, nói từ cái vị thế của một vị chánh đẳng trong gia nha, nó quan trọng chỗ đó đó. Chứ còn cái đạo lý mà làm lành lánh dữ đó thì đời đời nó bàn bạc, nó phản phất, nó lan man khắp nơi, ai cũng biết, ai cũng nghe. Nó đặc biệt chỗ đó đó. Cho nên đây là cái lời nói của vị chánh đẳng chánh giác. Vô phúc là mình không gặp được ngài, chứ nếu mình gặp được ngài đó, chỉ một hai câu của ngài đủ mình sống một đời rồi. Thí dụ như ngài chỉ nói là mình khổ quá, ngài chỉ nói một câu thôi, khổ vui đều là chim bao con ơi, thích ghét chỉ là ảo tưởng con ơi, một phát một là xong. Ôm cái câu đó về là sống suốt kiếp. Thích rồi ghét, khổ vui chỉ là chim bao thôi con ơi, là cái câu này bao nhiêu ông thầy tăng ni đều có thể nói, nhưng mà cái FP thì không. Còn mình nhìn ngài đó là mình đã thấy rằng không muốn giữ cái gì trong tại hết. Nhìn ngài râu đó, mái tóc trên đầu mình còn không muốn giữ nữa, đôi dép mà mang dưới chân mình còn muốn tháo ra để được đi đầu trần chân đất. Tôi còn nhớ có một cái vị tỳ kheo đó, là cái thời của ngài đó, lúc đó là ngài thì mới vừa cấm thôi, mới vừa cấm là tăng ni chư tăng giấc chiều không có ăn. Lúc đầu thì không có cấm, thì có nhiều vị buổi chiều đói ăn mới bị phàm đó, chứ còn thánh thì không. Tất cả các vị thánh từ Tu Đà Quần đó lên, Thế Tôn sống ra sao thì các vị sống y chang như vậy. Nhưng mà riêng mấy vị phàm ấy, thì có nhiều khi giấc chiều đói quá có ôm bát đi, có thì lúc đó Đức Thế Tôn mới cấm. Đức Thế Tôn mới nói là từ đây về sau chúng tỳ kheo không có ăn chiều, ngày một bữa thôi, tức là chỉ stop trước khi 12 giờ, không phải mười ngày mới xài chứ 12, tức là trước cái giữa ngày đó, tức là mình gọi là giờ ngọ đó.
Thì lúc đó có một cái vị tên là ngài 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 Phát Đà Lý. Đà Lý xem kinh này trong Trung Bộ, nói là phải có kinh gì nó mới đã nha, phải có kinh điển làm chứng nó mới phê nha. Xem cái kinh Phát Đà Lý ở trong Trung Bộ á nha, thì trong đó thì cái vị này nè, đó cái vị này nè là cũng tiếp tục đi bán. Thì khi mà Chư Tăng biết cái chuyện nó mới vào thưa với Phật, thì Đức Phật đã nói cái câu này: này Phát Đà Lý, nếu mà một cái vị tu Đà Hoàn thôi, tức là cái tầng thánh thấp nhất, mà Như Lai có kêu họ nằm xuống để mà Như Lai dẫm chân lên họ, họ vẫn hoàn toàn vui vẻ và vâng phục. Đấy, hoàn toàn vui vẻ và vâng phục, một cách vui vẻ, một cách tự nguyện. Mà ngay cả bản thân tôi thì phải nói, nếu vì một lý do nào đó mà Thế Tôn ngài ngỏ lời như vậy, thì tôi nghĩ rằng tôi có thể chết cho ngài, chứ đừng có nói cái chuyện mà dẫm lên người của tôi nha, mà mai mình là còn phàm đó. Thì ở đây ngài nói rằng: này Phật La Lý, nếu một cái người đã đắc sơ quả thì Như Lai có kêu họ nằm xuống để ta dẫm lên họ, họ cũng vẫn vui vẻ làm theo, thì xá gì cái chuyện mà Như Lai đề nghị bỏ cái bữa ăn chiều mà tại sao mà ngươi làm không được. Chỉ một câu nói này thôi thì vĩnh viễn từ đó về sau tôn giả Phật Đà Lý cho đến khi đắc A-la-hán không còn ăn chiều nữa, chỉ một câu đó thôi, khiếp như vậy đó. Một người đã hiểu Phật, đã hiểu Pháp rồi thì họ trọn vẹn niềm tin, mà niềm tin đó không phải là cái sự mù quáng, cái sự cuồng tín hoàng siêng, mà do họ hiểu rất rõ là Thế Tôn là đại diện, là tiêu biểu, là biểu trưng, là biểu tượng cho chánh pháp, cho thiện pháp, cho cái lành ở đời. Và như hôm qua tôi nói, ta sống thiện không phải là vì đối tượng ta hành thiện là ai, mà ta sống thiện bởi vì ta là ai. Trong trong có hiểu cái này không ta? Khi mình hiểu được Phật pháp đến một cái mức nào đó đó, thì ta sẽ thấy ra cái câu này: ta hành thiện, ta vị tha, ta chơi đẹp, ta có nghĩa cử đẹp với người khác, không phải là vì người đối tượng nó là ai, mà bởi vì ta là ai cho nên ta không giết, ta là ai nên ta không có trộm cắp, không tà dâm, không vi phạm các học giới, ta không làm các điều ác trong tam nghiệp nha. Cho nên cái bài kinh này rất là xuất sắc, bài kinh này râu rất là sâu nha, hiểu hiểu rộng hiểu sâu thì bài kinh này mới phê nha. Chứ còn mà lơ mơ thấy rồi, cái vụ mà lầm lành lánh dữ này đời nào cũng có, ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, đạo nào cũng có, thì cái đó có ở đâu hay, nhưng mà thấm thía nó cái kia mà cái chỗ này là xuất sắc nha. Rồi tiếp theo là cái đoạn số 10, đoạn số 10 và đoạn số 11. Đoạn 10 nha, đoạn 10, 11 nói về lý do đạo mất và còn. Đã chưa, đoạn kinh thì ta dài xong, tôi gom nội dung còn có hai thôi, nói về lý do đạo mất và còn. Đạo mất tức là sự hưng vong của chánh pháp, của Phật pháp. Thì thế nào là cái lý do? Thì cái này phải cái nữa, xem thêm Tăng Chi Bộ phần năm pháp. Ở trong đó Đức Phật ngài kể một loạt những cái lý do mà dẫn đến cái việc mạt pháp. Mạt pháp đây là sao? Mạt pháp thì cái tinh thần của chánh pháp thì muôn đời là vậy, nhưng mà mạt đây có nghĩa là cái thời kỳ mà người ta không còn biết tới nữa thì gọi là mạt pháp, chứ không phải mạt pháp đây có nghĩa là cái cây nó héo, không phải, mà là người ta không còn biết tới cái cây nó nữa. Nếu trong rừng có hiểu này không ta? Mạt pháp đó có nghĩa là không còn người biết tới nữa, chứ không phải là lúc đó cái pháp nó không còn giá trị nữa. Thí dụ như bây giờ cách đây 500 năm về trước thì bao nhiêu vấn đề khoa học bây giờ nè thì nó đã có rồi, nguyên tắc, công thức, định lý gì đó, toán lý hóa lúc đó đã có rồi, không cần tới mấy cái ông mà Archimedes, Euclid, rồi mấy cái ông như là von Braun, Einstein, Oppenheimer, không cần mấy ông đó, nó đã có rồi. Galileo gì đó, Copernic có rồi, trước khi mà ông ra nó đã có rồi, nhưng lúc đó người ta không biết, thì nhờ mấy vị đó ra đời đó, thế là nhân loại mới bèn biết tới mấy cái này nha. Thì ba cái công thức, ba cái định lý, ba cái nguyên tắc mà làm nên cái iPhone bây giờ nè, Samsung Note 8 bây giờ nè, nó là lực
trời đất bao đời muôn thuở rồi, nhưng mà cái chuyện mà mình phanh phui, mình vạch rõ, mình phát hiện, mình phát minh, mình lôi nó ra từ trong cái bóng tối của thiên nhiên để mà mình thực hiện ra những cái sản phẩm mà để nói là chuyện mới đây nha. Thì là mặt pháp là vậy, là mặt pháp là muôn đời chánh pháp, là những công thức của trời đất chứ không có gì trơn. Nhưng mà mạc đây có nghĩa là lúc ta không biết tới nữa nha. Ta biết rồi. Thì Phật Đức Phật Ngài dạy rằng có hai cái lý do mà dẫn tới cái chuyện mà mạt pháp. Một là bây giờ phải xài cái chữ mới thôi. Một là nguyên văn kinh điển không có được giữ nguyên, bị thêm bớt, sửa chữa tùy tiện nha, tùy tiện. Cái này đây, cái là lý do thứ hai là ý nghĩa của kinh điển bị diễn dịch, giải thích tùy tiện, không có cơ sở căn bản. Đây là hai lý do nha. Chứ còn trong đây thì bà con phê lắm, bà con đọc đuối á. Một là văn cú bị đảo ngược, hai là ý nghĩa bị hiểu lầm. Thì ở đây tôi mới nói bằng cái ngôn ngữ của mình á. Một là nguyên văn kinh điển không được giữ nguyên, bị thêm bớt sửa chữa tùy tiện. Tôi ví dụ cho việc nghe đây, đoạn nghe xíu thôi, là ở trong kinh Chiếc Bè Trung Bộ có cái câu này: này các tỳ kheo, những gì mà các ngươi đã học hỏi, đã thọ trì để mà từ đó mà có cái hành trang tu tập, phải được xem là chiếc bè qua sông. Qua sông rồi thì bè phải bỏ lại. Này các tỳ kheo, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Còn phải bỏ, huống gì, huống chi là ác pháp. Các vị thấy cái câu này chưa? Nhưng bây giờ người ta nhớ không có rõ, người ta lật ngược lại: ác pháp còn phải bỏ. Các vị biết câu này, các vị coi nó kỳ lắm. Ác pháp còn phải bỏ, huống chi là chánh pháp. Thì các vị nghĩ cái câu này nó có nghĩa, nó có giống không ta? Tôi thấy hình như hơi khác, phải không ta? Tức là cả hai ngày kia mình bỏ hết, cả hai đều bỏ hết, cả hai đều bỏ hết. Nhưng mà đảo ngược cái trật tự câu nói, trật tự của hai vế đó, thì cái ý nghĩa khác đi so với bản gốc. Tôi chịu cực, tôi đánh máy vậy đó. So với bản gốc, trời ơi, mình thành viết ra thành bản gốc mới ghê, bản gốc nha. Tức là những gì các ngươi học hỏi thọ trì đều phải được xem là chiếc bè qua sông thôi. Qua sông rồi thì bè nào cũng phải bỏ lại hết. Thì Phật pháp đó, kinh điển là lý thuyết, là tấm bản đồ. Mình học được bao nhiêu mình hành trì bấy nhiêu, nhưng mà khi mình mà mình lại hiểu đó là kiến thức của tôi, đó là vinh dự của tôi, là cái hay của tôi, là trí tuệ của tôi, là cái sở đắc của tôi, thì là bậy rồi, vì đó là phương tiện thôi. Và sẵn vậy, ở đây tôi cũng xin thưa với các vị một chuyện nho nhỏ mà tôi rất là bận tâm. Đó là lâu nay và đặc biệt là gần đây, khi mà cái phương tiện truyền thông như là Potalk, là Facebook mà được là sử dụng rộng rãi, dễ dàng, nhanh chóng ở mọi nơi, thì nó bèn xuất hiện ra cái hiện tượng là có những vị muốn mở nhà hàng nhưng mà là chỉ có trong tay toàn là đồ hộp với đồ khô, bún bún với hủ tiếu phở làm sẵn thôi. Khổ vậy. Cho nên đêm hôm qua có người bật tôi một cái clip, tôi đọc tôi nghe tôi hết hồn. Vị này nói rằng đó là tự trước hết, vị này nói rằng bản thân tôi tức là vị đó đó, bản thân tôi không có học về A Tỳ Đàm. Bởi vì cái A Tỳ Đàm này nè là được thuyết trên cõi trời cho chư thiên,
mà vị này thay vì nói là cõi đậu lợi thì vị này nói lộn, vị này nói là cõi đấu sức, mà đấu sức toàn là cái chỗ của các vị Bồ Tát không mà, cho nên nó là cái não, cái đầu của mình phải cỡ cái tầm Bồ Tát mình mới hiểu được cái A Tỳ Đàm nha. Và vị này xác nhận là vị này không học là bởi vì vị này tự xét rằng mình không bằng các vị Bồ Tát. Đó là cái luận điểm thứ nhất. Cái luận điểm thứ hai, vị này nói rằng đó là học cho nhiều mà không hành á. Vị này cái câu nói này nó hay mà nó nguy hiểm. Vị này nói là trong kinh nói rằng học nhiều mà không có hành á là rỗng không. Cho nên vị này chủ trương là mình không có cần học gì hết, mình chỉ cần tập trung cái pháp môn hơi thở thôi. Chứ còn nếu mình học cho nhiều mà mình không hành hết những điều mình học đó, thì coi như vô ích. Thì tôi nghe đó tôi giật mình. Tôi giật mình đó là nếu mà một người sơ cơ mà nghe cái chỗ này mà họ tin theo thì chết rồi nha, chết rồi. À, nếu mà cái này mà qua cái Miến Điện và Tích Lan mà họ nghe một ông sư Việt Nam mà nói như vậy thì không biết họ nghĩ ra sao. Tôi nói cho các vị nghe, tôi thưa các vị, tôi hỏi các vị một chuyện nhỏ xíu thôi. Đó là tôi được các vị nhắc nhở về cái vấn đề vệ sinh và dưỡng sinh. À, thì tôi có nói thế này, biết chi cho nhiều những chuyện đó. Trong khi mình ăn uống không cẩn thận, thuốc men không cẩn thận, không vận động, không có coi nặng cái vấn đề dưỡng khí, phơi nắng, nước dùng, thì bao nhiêu kiến thức y học cũng không có xài được. Sau khi tôi nói vậy xong, tôi phủ nhận toàn bộ những cái lý thuyết, những nguyên tắc về y học, về thuốc men. Tôi chỉ chủ trương là xài thuốc nam theo cái kiến thức hai lúa và úp nếp của tôi, thì các vị nghĩ thì sao? Tôi cho dù cái ông bác sĩ đó ổng có nghiện ngập, ổng có chích hút, ổng có như thế nào đi nữa, nhưng mà mình không thể nào mà mình đem một cái nguyên một cái lý thuyết mà rất đổi dân gian đó mà mình đem mình đánh bạc đi cái vai trò, cái giá trị và cái ý nghĩa của cái nguyên một cái nền là y học của thế giới nha. Cái đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tôi xin thưa lại một lần nữa, cho dù tôi có là một người cư sĩ 8 vợ và 12 con nha, nhưng mà tôi vẫn phải học giáo lý à. Bởi vì không có giáo lý mà chỉ biết cắm đầu rồi nói là chỉ một pháp môn niệm Phật là đủ rồi, chỉ có niệm hơi thở là đủ rồi, thì bữa nay nó thì nghe nó ok, nhưng mà một lúc nữa đó khi tôi ngồi là một mình tôi với cái đầu, với cái não trạng phàm phu của tôi, có biết bao nhiêu là vấn đề mà tôi không thể hiểu ra, thì lúc đó cái pháp thở ông niệm Phật đó có giúp được cho tôi hay không. Và nếu nói rằng chỉ cần hành trì một thứ thôi thì tôi xin thưa cái câu nói này không sai, nhưng mà rất là nguy hiểm, là bởi vì ai trên đời này mới có tư cách nói cái đó? Khi nào là một bậc thánh ấy, họ mới có quyền nói câu đó, họ nói rằng không cần học nhiều, chỉ cần tu tới nơi tới chốn một thứ thì đã ok rồi. Nhưng nếu mình là phàm phu chưa gì hết mà mình đã phủ nhận toàn bộ những thứ mà mình không biết ấy, thì cái này nó hơi kẹt. Các vị còn nhớ đoạn kiến nó có ba, các vị còn nhớ không? Một là vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không hề có cái khái niệm nhân duyên và điều kiện hỗ trợ nha. Thứ hai là vô hành kiến, cho rằng thiện ác không có khác nhau, vấn đề thích hay không thích, làm hay không làm thôi, chứ còn thiện ác không khác nhau. Nhưng mà cái thứ ba mới ghê, cái vô hữu kiến là phủ nhận triệt để toàn diện những gì mà bản thân mình không hiểu được, không chứng minh được, thí dụ như nghiệp báo, luân hồi, niết bàn, thánh nhân, đắc chứng, thánh trí, bla 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 bla, kiếp trước kiếp sau, thiên đường địa ngục, thì bất cứ cái gì mà tôi không chứng minh được, tôi không thấy được, có nghĩa là nó không có. Thì cái nhận thức này được gọi là vô hữu kiến, tức là đoạn kiến đó, các vị biết không? Nó nguy hiểm lắm, cho nên khi mà nói đến cái chỗ mà mạt pháp thì tôi cũng phải thưa rõ. Đó là có nhiều chỗ Đức Phật ngài dạy đến nhiều cái nguyên lý do, nhiều nguyên nhân dẫn đến mạt pháp, mà ở đây nè thì chúng ta thấy trong cái đoạn kinh này thì ngài nói đến hai lý do thôi, nói hai không có ít đâu, hai là nói gọn chứ không ít, gọn không có nghĩa là thiếu, mà gọn có nghĩa là đủ một cách đơn giản nha, đủ một cách đơn giản thì gọi là gọn. Còn nếu mà đơn giản mà thiếu thì tâm kêu còn nha, mà đủ một cách đơn giản thì gọi là gọn. Ở đây là ngài nói đủ mà nói đơn giản cho nên là nói gọn, có nghĩa là thứ nhất là về về nguyên văn kinh điển, vì kinh điển chỉ có hai thôi, nguyên văn và nghĩa lý, thì nguyên văn không được tôn trọng, và thứ hai là nghĩa lý bị diễn dịch tùy tiện nha.
và tôi cũng là xin là van xin của mình là hoặc là năn nỉ tất cả Phật giáo đồ, đó là làm ơn đừng có hiểu kinh điển theo cái kiểu mà tra tự điển là chết nha. Như cái bữa đó tới nay tôi còn nhớ cái người mà họ hỏi tại sao có những cái từ trong Phật pháp thấy trong từ điển Nguyễn Văn Lăng nó là tôi hết hồn rồi nha. Và chưa kể là mình cứ mở cái bản dịch tiếng Việt ra, đó là mình cứ đem cái vốn liếng tiếng Việt ra mình hiểu cái bản dịch tiếng Việt là tiêu kinh điển nha. Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cứ ôm chặt từng chữ mà hiểu là nói oan chư Phật, chư Phật có nói như vậy bao giờ đâu. Tuy nhiên rời kinh một tí ti là đã nói lời của ma rồi, thưa quý vị nha. Và một chuyện nữa nó quan trọng lắm quý vị à, đó là mình dốt, mình hiểu sai, trước là hại cho mình, sau là hại cho người khác, hại người khác và chẳng những hại đời này mà còn hại cho nhiều đời nhiều kiếp. Tôi bây giờ có nhắc tới một chuyện mà tôi vừa ngậm ngùi mà vừa xót xa mà có cái hơi tức tức. Là biết bao nhiêu người đi chùa mấy chục năm mà một tí ti căn bản giáo lý không có. Tôi cứ biết một người ở Houston coi như nó là rất là rộng tay, rất là hào sảng để bố thí, mà giáo lý thì chớ thèm học một chữ. Cho đến bây giờ đó là vẫn còn tin mẫu, có việc không có ai biết mẫu không ta, thờ mẫu, thờ mẹ, thờ mấy cái bà mà coi như ngay cả cái nguồn gốc sử học đã là mơ màng rồi, còn cương lĩnh giáo lý là coi như trái quất, bởi vì mẫu, thờ mẫu đó, tín ngưỡng mẫu á, nhưng mà tứ mẫu, tứ niềm tin tứ phủ gì mà bắt á, qua cái chuyện mà thờ mẫu á. Mà Phật tử Nam Tông nha, đọc kinh Pali nha, mà cứ quẩn quẩn về nước là đi kiếm mẫu này mẫu kia, đền này miếu nọ. Mà có lần bà kể tôi nghe mà tôi dòm sỉnh, bà nói bà kêu kể bà vừa khóc, bà nói trời ơi con về tới nơi cái con nghe nó bây giờ mẹ nó bây giờ mẹ đang sống khổ lắm, mẹ ở trong cái nhà lá mà coi như là không ai lo hết. Tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi mẹ nào cô, tại biết nó chắc chắn là phải của bà rồi, thì bà mới nói dạ thì mẹ đó, mẹ mà con thờ đó, bây giờ cái mẹ xuất hiện lúc ở thân này lúc ở thân kia, mà bây giờ về gặp thằng không nó ôm á, thằng sẽ ôm. Thì nó bây giờ mới phát hiện ra một mẹ nữa ở đâu ở trong bưng trong biền vậy đó, bây giờ nghèo dữ lắm mà cứ mẹ mắc quẩn quẩn là mẹ mẹ ngáp rồi cứ bắt đầu mẹ nói tùm lum tà la gọi là mẹ nha. Thì Phật tử Nam Tông mà như vậy thì thiệt tôi cũng bó tay nha. Cho nên nó là nhớ cẩn thận, đó là khi mà các vị giàu có, các vị có nhan sắc, có sức khỏe, có tiền bạc, có uy tín, có tiếng tăm gì đi nữa, nhưng nếu mà cái nhận thức của mình, cái nhận thức của mình về đời sống, về đạo đức, về vũ trụ, về nhân sinh mà nó có vấn đề đó, thì mình chỉ là con chuột ở trong cái chuồng bằng vàng thôi. Là vì sao? Vì toàn bộ đời sống của chúng ta nó được thiết lập trên cái nền tảng nhận thức, kính thưa quý vị, nó được thiết lập trên nền tảng nhận thức. Ta tức là các vị còn nghe không, tức là tôi rất là giàu, tôi có lắm cái bằng bắt bằng thạc bằng bắt bằng đề đại học, tôi có 15 tỷ trong nhà băng, tất cả những cái gì mà người ta ước tôi có hết, nhưng có một điều tôi tà kiến, một là tôi không tin cái gì mà tôi không chứng minh được, hai là tôi tin tùm lum tà la hoàng xiên ông tà ông táo nha. Thì các vị tưởng tượng một cái ông tỷ phú mà có 8 cái bằng tiến sĩ mà trong cái nhận thức có một cái lỗi như vậy đó, thì các vị nghĩ cái đời sống tinh thần của tôi nó trục trặc cỡ nào nha. Cho nên đó là cái ngày nào cái chánh pháp còn ở đời đó thì anh chúng sanh còn được sống trong cái nguồn sáng, và chánh pháp sẽ mất đi khi mà cái người kế thừa là chúng ta mắc vào một trong hai cái lỗi này. Một là không có tôn trọng cái nguyên văn, cái trật tự câu cú trong kinh điển chánh văn. Hai là tùy tiện giải thích, suy diễn, diễn dịch ý nghĩa của kinh điển nha. Rồi bây giờ tiếp theo là cái phẩm người ngu, từ đoạn 1 tới đoạn 10. Từ đoạn 1 tới đoạn 10
Thì ở một cái đoạn kinh khác, Đức Phật này có dạy thế này, chắc chắn ai đọc kinh Tạng nhớ chỗ này. Cái ánh bình minh á, là cái biểu hiện cho biết một ngày mới sắp đến. Cái ánh hoàng hôn cho biết á, là một ngày cũ sắp qua. Mây, mây đen, gió hơi lạnh biểu hiện cho biết trời sắp mưa. Vân vân, đại khái cái gì trên đời này trước cái sự xuất hiện của nó cũng có những cái dấu hiệu của những hiện tượng. Và một cái hoa, một cái trái hoặc là một động vật thì luôn luôn nó có những cái mùi, nó có những cái màu biểu tượng để người ta nhìn cho người ta đoán ra nó nha. Thì cũng vậy, tức là điềm báo trước hoặc là cái hiện tướng biểu lộ ngay trước mắt. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái đời nó có hai hạng, người trí và người không, không có trí. Ở đây xài chữ ngu thì nó nặng quá đi nha, cho nên ở đây ngài chúng tôi muốn dùng cái chữ người trí và người không có trí. Chữ trí trí trong đạo Phật không có nghĩa là bằng cấp, học vị, lanh lẹ mà chữ trí ở đây có nghĩa là người biết nhận thức phải quấy thiện ác, nên và không nên. Biết nghĩ đến cái việc gì mà có thể hại mình hại người để tránh, việc gì lợi mình lợi người để làm, lợi ích đời này và đời sau, thì tất cả những cái điều đó cộng lại được gọi là người trí nha. Mình có định nghĩa như vậy. Thì Đức Phật ngày trước hết ngài trong cái đoạn kinh số 1 này nè, ngài dạy đến đời này cái người, người gọi là người người, người người thiếu trí đó, thì nó có hai hai trường hợp. Một là không thấy được lỗi mình. Rồi số 2 là được nhắc nhở cũng không không chấp nhận. Cho dù mình có tệ đó, mình lọt vô cái hạng thứ nhất hả, là không thấy được lỗi mình. Không thấy được lỗi mình, ít ra mình cũng phải là né được cái trường hợp thứ hai, không tự thấy được lỗi mình, nhưng nếu được người khác họ nhắc đó, thì cũng ráng là hiểu ra để mà sửa chữa nha. Còn đằng này mình lọt vô cái hạng thứ nhất, đó là không có khả năng tự thấy lỗi mình, mà mình lại kiêm nhiệm luôn cái lỗi hai nữa, đó là có người khác nhắc cũng không thèm chấp nhận, thì hết cứu nha. Trong kinh cũng Tăng Chi nữa, Đức Phật ngài dạy đó là có những người họ lọt xuống cái hố phân ấy, mà họ lọt tới cái mắt cá, lọt tới đầu gối, lọt tới thắt lưng ngài còn cứu được, lọt tới ngực, lọt tới cổ, ngập tới cổ ngài cứu được, thậm chí ngập qua khỏi trán ló một cái chút xíu búi tóc ngài cũng còn cứu được. Bởi vì chỉ cần ló một chút ít gì đó ngài biết người ta ở đâu, ngài có chỗ ngài nắm. Nhưng mà ngài nói có những người họ lọt xuống hố phân hố sình mà sâu đến mức mà một sợi tóc cũng không ló lên, thì người ta biết đường đâu mà người ta cứu nha. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta có bất thiện cỡ nào đi nữa đó, thì nói một câu nó hơi nặng, nhiều người ghét chúng tôi thì họ sẽ chửi chán luôn, người ta nó làm điếm thương cũng chượng phương lấy chồng. Mình có bất thiện cỡ nào đi nữa mình cũng phải chừa một cái đường, đó là khi người ta nhắc mình hiểu với mình có phải là gọi là tự không tự thấy là đã đuôi rồi, mà người ta nói cũng không thèm nghe nữa, nó là ra điếc. Đó thuộc về gọi là khuyết tật bẩm sinh, nó là mệt lắm nha. Mà đã như người ta nói mà không hiểu nó lại đâm ra khùng nữa, vừa đuôi vừa điếc vừa khùng nha. Cho nên cái biểu tượng của người ngu là gì? Một là không tự thấy được lỗi mình, hai là người ta có nói mình cũng trống trơ trống trắc như là gỗ đá nha. Và thế nào là người trí? Người trí là cái người có một trong hai khả năng sau đây, nếu có được cả hai thì quá tuyệt. Cái biểu hiện của người trí, một là có khả năng thấy lỗi mình, và cái khả năng thứ hai là sẵn sàng chấp nhận cái sự nhắc nhở của người khác. Sự nhắc nhở nó có hai trường hợp, một là sự nhắc nhở bằng thiện chí, hai là sự nhắc nhở bằng ác ý. Nếu mà người ta nhắc nhở bằng thiện chí hay ác ý, mà người ta nhắc đúng
thì thiện chí hay ác ý không quan trọng nữa, mà cái quan trọng nó nằm ở chỗ nó đúng đó. Còn nếu mà người ta nhắc nhở bằng thiện chí hay ác ý mà nhắc sai thì coi như gió thoảng hiên ngoài, coi như không nghe gì hết nha. Còn nếu mà người ta nhắc đúng thì dầu đó là thiện chí hay ác ý nha, tôi nói kể cả ác ý nha, người ta nói cho mình nhục chí, người ta nói cho mình gọi là đau lòng, người ta nói cho mình gọi là mất lửa, cháy năng lượng, cháy sạch năng lượng thì không sao hết nha, miễn là người ta nói đúng. À, thì đó là bất trí, là một là có khả năng tự thấy lỗi, hai là gọi là sẵn sàng có khả năng là đón nhận, lắng nghe cái sự góp ý của người khác, bất kể đó là thiện chí hay ác ý nha. Chứ còn mà theo tôi biết có nhiều người đó thì là họ nói thế này, biết nó nói đúng nhưng mà nó không phải nó thương mình đâu, nó nói để nó chọc cho mình á, nó chọc tức mình á, nó nói cho mình nhục chí đó, thì tôi không đồng ý cái này. Miễn là nó nói đúng, miễn là nó nói đúng, dầu đó là cái mũi thuốc penicillin đau thiệt, thì dầu cho cái người chích mình đó là người yêu của mình hay kẻ thù của mình, mà miễn là cái liều thuốc trụ sinh đó là cần thiết cho lúc này thì nó đau cỡ nào cũng phải nhận, đó là kẻ thù chích hay là người yêu mình chích nha, thì cũng phải chấp nhận, bởi vì đó là cái liều thuốc mà mình đang cần nha. Và chỉ có người trí mới có đủ cái bản lãnh để mà gọi là sống đúng với hai cái này, một là khả năng tự thấy lỗi, hai là cái khả năng chấp nhận được cái lời nhắc lỗi của người khác. Kinh nói người nhắc lỗi cho ta là người chỉ cho ta kho tàng, cái câu này là phải nói cũng chua lắm, khó chấp nhận lắm, bởi vì người phàm mình khoái khen, khoái nịnh, khoái ngọt nha, cho nên đó là tôi nhớ là nó một cái lời mà ngọt ngào giáo dối trá nó cũng dễ chấp nhận hơn cái lời chân thật đó, mà nó làm cho mình đau lòng. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện đàn ông yêu bằng mắt, thấy vừa mắt là khoái bất kể nội dung còn lại, còn đàn bà yêu bằng tai có nghĩa là nàng mà nghe nó sung sung là nàng đội bàn thờ đi theo. Thì cái đó là cái kiểu văn minh của mình á, yêu bằng mắt hay là yêu bằng tai đều không xài được, mà phải cảm nhận đời sống bằng trí. Là vì sao? Là vì trong cơ thể chúng ta không có chỉ có mắt, không chỉ có tai, mà mình có tim và có cái đầu nữa nha. Cho nên ấy, khi mình có cả sáu căn mà mình chỉ tin con mắt mình không là coi như là mình xài con mắt mình quên năm căn còn lại, mà chỉ tin có lỗ tai mình không thì mình chỉ xài có lỗ tai thôi và mình bỏ năm căn còn lại, như vậy thì gọi là khuyết tật tự nguyện nha, nhớ nha. Khoái gọi là chỉ tin vào mắt, tin vào tai thì đó gọi là khuyết tật tự nguyện, mà bà già mình đẻ mình ra mình đâu có khuyết tật đâu, các căn đầy đủ nha. Vậy mà lớn lên đành đoạn nha, đàn ông thì tin mắt mà đàn bà tin tai, như vậy là khuyết tật tự nguyện nha. Rồi cái số 3, Đức Phật gầy dạy số đoạn 3 với ông ta, đoạn 3 tới đoạn 6, 3 và 6, 3 đến với 3 đến 6, là Phật nói về hai cái hạng người, khoan, cần nói về hai cái thái độ của chúng sinh đối với chư Phật. Đức Phật nói về hai cái thái độ của chúng sinh đối với chư Phật. Ở đây xài chữ Như Lai mà tôi lại dám nói là chư Phật, là vì sao? Là vì Đức Phật Thích Ca chính là bóng dáng trung thực của chư Phật ba đời mười phương nha. Có nghĩa là chư Phật ở không gian nào, thời gian nào thì về cái nội dung gọi là tâm linh, nội dung tinh thần ấy hoàn toàn y chang như nhau, từ bi trí tuệ thiền định đức hạnh, chỉ có khác nhau về cái hình thức vật chất. Thí dụ như
có cái thời chúng sanh cao lớn, thời chúng sanh thấp bé, cái sẽ có hoặc có những vị Phật ra đời đó nhằm cái lúc mà chúng sinh gọi như là giàu sang thịnh vượng sung sướng như đời Đức Phật Di Lặc á, trên hành tinh này không có chuyện đói nghèo bệnh tật, ngay cả thiên nhiên cũng không có hầm hố gai gốc độc trùng mãnh thú nha. Cái thời đó như vậy. Cây cỏ thì thôi coi như trên trời là chỉ có là mây trắng trời xanh nắng vàng, ở dưới là thảm cỏ xanh, những bầy nai hiền rồi bồ câu rồi thỏ rồi sóc thanh thản là sao chung sống hòa bình. Đó là những cái khác biệt của chư Phật, chút chút cho vui nha. Chứ còn về cái nội dung tâm linh tinh thần thì tất thảy chư Phật qua đời mười phương đều giống y chang nhau. Cho nên ở đây đó, tôi nói rằng nó là từ đoạn 3 tới đoạn 6 là Đức Phật này dạy về cái thái, có hai cái thái độ của chúng sinh đối với chư Phật là vì cái ý này nha. Thứ nhất á, là ngài dạy rằng trên đời này có hai hạng người, một cái hạng người đối với chư Phật đó, họ có cái thái độ xuyên tạc, và thứ hai là cái người là không xuyên tạc chư Phật. Tất cả chúng sanh đối với chư Phật chỉ có hai thái độ đó thôi, xuyên tạc và không xuyên tạc. Hiểu 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 sai chư Phật thì sẵn cái chỗ này tôi đành lòng phải cắn răng mím môi mà nói một chuyện rất đỗi đau lòng, đó là đọc vào cái đoạn này mình mới hết hồn, mình mới giật mình, mới thảng thốt khi mình nhìn lại hình như là trong số những người mà miệng nói tin Phật, thờ Phật, lạy Phật, tu Phật, học Phật, thương Phật, mến Phật và quý Phật, đấy, là có không ít người lại lọt vào cái trường hợp gọi là xuyên tạc Phật. Là vì sao? Là bởi vì trong đây có nói rất là rõ nha, trong đây nói rất là rõ. Đó là cái hạng thứ nhất, cái số 1 là gì ta? Số 1 là phủ nhận lời Phật và vinh danh một lời không phải lời Phật. Đó. Phủ nhận lời Phật có nghĩa là cái điều đó Đức Tôn có nói mà tại vì mình không có biết hoặc là mình không có thích. Sẵn ở đây tôi cũng xin thắp nén hương lòng hướng về mọi người. Bắt đầu tôi bên chỗ này tôi nói nó hơi khó nhưng mà sẵn tôi nói luôn. Thắp nén hương lòng có nghĩa là lòng tôi chân thành thiết tha, có tam bảo ba đời mười phương chứng giám và có long thần hộ pháp và cu bằng trà kim sĩ điểu dạ xoa càng thác bà, tôi nói sai xin họ cứ tha hồ. Đó là có một trường hợp rất là đau lòng, một vị tu nữ người Việt Nam có cái bằng tiến sĩ, tu nữ Việt Nam có bằng tiến sĩ, đã đành đoạn phán rằng tám cái trọng pháp tỳ kheo ni đó là do đời sau đom đặt thêm thắt, chứ một cái vị Phật mà đầy từ bi và trí tuệ như Thế Tôn thì không thể nào mà đưa ra tám cái trọng pháp tỳ kheo ni hết. Tám trọng pháp là cái gì? Tiếng Pali gọi là Garuttama ấy. Garuttama ấy, tức là tám cái kiện tiên quyết và bắt buộc. Nhưng mà một tỷ kheo ni cái buổi sơ thời Phật pháp, sơ thời là sao? Sơ thời có nghĩa là đời Thế Tôn trụ thế Hoằng Dương có 45 năm chia thành 3 giai đoạn: sơ thời, trung thời và hậu thời. Sơ thời là 15 năm đầu á, 15 năm đầu, trung thời tức là 15 năm giữa và hậu thời tức là gọi là mạt thời đó, tức là 15 năm cuối, 3 lần 15 là 45. Thì là trong cái buổi sơ thời mới có cái giáo đoàn tỳ kheo ni đó. Thì là vì sao mà có cái giáo đoàn tỳ kheo ni, là bởi vì lúc đó là Đức Thế Tôn ngài đã xét thấy cái sự mà có của một cái ni chúng rất là nguy hại cho cái sự tồn vong của chánh pháp. Ở đây tôi nói nhiều quá rồi nó cũng đụng tùm lum hết chân ấy, cho nên thôi vì tôi nói gọn thôi. Là vì sao chư Phật có giáo đoàn ni ni chúng, là bởi vì thời chư Phật còn tại thế có quá đông
thánh nữ, những vị cư sĩ nữ mà chứng La Hán, nếu mà họ không có được sống trong cái hình thức xuất gia thì họ bắt buộc, họ bắt buộc phải gọi là viên tịch niết bàn trong vòng, trong vòng gọi là 7 ngày, có chỗ nó 1 ngày nhưng mà có chỗ nó 7. Thôi bây giờ tôi lựa cái chắc ăn rồi nó 7 ngày. Tất cả vị La Hán mà nếu không được sống trong hình thức xuất gia thì bắt buộc phải viên tịch trong vòng 7 ngày. Đây là lý do mà tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải có cái giáo đoàn ni chúng để không xảy ra cái tình trạng đó nha. Nhưng mà chính Đức Phật trước khi ngày 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 chấp nhận cái ni sự thành lập ni chúng là ngài đã 3 lần từ chối với ngài này. Ngài nói giống như một trong một cái cánh đồng mà có nhiều châu chấu, trong nhà có nhiều chuột, trong một cái gia đình mà thiếu bóng dáng đàn ông mà lại nhiều người nữ thì toàn là chỉ có họa nhiều hơn phúc. Các vị làm ơn xem lại trong kinh giùm tôi, còn không nó một là đi Google đánh cho tôi cái chữ gọi là nguồn gốc ra đời tỳ kheo ni, hoặc là lên hỏi ngài hộ pháp ở núi Dinh đó giùm tôi nha, ngài hộ pháp núi Dinh hoặc là ngài Tịnh Giác ở chùa Giác Quang quận 8 thành phố Bắc nha. Hỏi tôi có phải nhỉ, thì là từ chối, nhưng mà sau đó Thế Tôn vẫn 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 là chấp nhận, nhưng mà với 8 điều kiện. Đại ngã của ta đồng ý chấp nhận 8, đồng ý cho ni chúng được xuất gia, đắp y áo giống hệt như nha, là tỷ kheo ni trăm hạ cũng phải quỳ đảnh lễ một cái vị tỷ kheo tăng mới tu một và tỷ kheo ni đó là không có thể nào tư cách gì mà ngỏ lời nhắc nhở giáo giới dạy dỗ cho tỷ kheo tăng. Tỷ kheo là họ đại giới là phải có cái sự chứng minh của hai bên tăng ni, tưởng là tỷ kheo ni là phải nhập hạ ở chỗ mà có tỷ kheo tăng để thường xuyên nhận được cái lời giáo huấn dạy dỗ. Thì đại khái là 8 cái điều này nó minh định một điều, đó là tỷ kheo ni là ở vị trí số 2 trong hàng tỷ chúng. Thì cái vị tu nữ này bây giờ đã là tỷ kheo ni rồi thì vị này đành đoạn phán rằng là 8 cái điều đó là do đời sau thêm thắt và đâm. Tôi chỉ nói thì hôm nay với điện thông, điện toán, internet thì bà con có thể tìm đủ cách để mà đọc thêm, tham khảo, tra cứu hoặc tìm giao lưu học hỏi với vô số các vị tăng thạc đức trên toàn cầu bằng tất cả thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Do Thái, tiếng Miên, tiếng Miến, tiếng Tích Lan. Thì để xem coi có cái chỗ nào mà người ta nói như vậy hay không. Nên trong đây là một cách nói rất là nguy hiểm, cho nên ở trong cái đoạn 3 này Đức Phật ngài dạy rằng có 2 hạng người trên đời này là xuyên tạc và không xuyên tạc Như Lai. Thì trường hợp thứ nhất, cái hạng người xuyên tạc ngài là cái điều ngài có nói thì họ lại nói là ngài không có nói, mà cái điều ngài không nói thì họ bèn phán rằng trong những cái cách phát biểu mà tôi cho là rất là thiếu trách nhiệm và vô cùng nguy hiểm của không ít người, tức là mở miệng ra là bởi vì cho nên Phật mới dạy, tôi sợ nhất là cách nói nó cứ mở miệng ra cho nên Phật mới dạy cái gì thì phía sau là phần của họ, mà cứ cho nên Phật mới dạy, tôi có nghe mà cho nên Phật dạy đó là người dân là phải biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu đất nước, người dân là phải sống theo cái tông chỉ hiến pháp, chủ trương lập trường quan điểm chính sách của vua chúa chính phủ người cai trị mình. Thì tôi thấy hơi là lạ mà cứ quẩn quẩn cho nên Phật dạy, cho nên Phật dạy nha. Cho nên ở trong đây là chúng ta phải nhắc đến một bài kinh là kinh Anaka. Phật dạy rằng nghe thuở xưa có một ngôi làng tên là làng Anaka, trong làng đó nó có một cái trống bằng da,
thì mỗi lần làng có cái chuyện làng chuyện sở, ví dụ như hội họp hôn quan tang tế cần họp mặt thì người ta bèn cho người tới đánh trống để mà dân làng tụ hội. Mà cái trống đó thì xài lâu quá rồi, cho nên chỗ nào bằng da thì nó cũng có cái địa chỗ hư, chỗ nào bằng gỗ thì cũng có chỗ hư, thì hãy chỗ nào da hư thì đắp da mới vô, chỗ nào bằng gỗ mà hư thì đắp cái gỗ mới vô. Cứ như vậy đến một lúc thì coi như là cái trống cũ nó không còn nữa, nó chỉ còn lại có cái tên là trống Amakat thôi. Nhưng mà cái da, cái phần da là gần như đã bị thay thế toàn bộ, và phần gỗ đã tan, trống mặt, trống thân, trống tất thảy đều là cái mới hết nha. Thì Đức Phật này các tỳ kheo cũng sẽ có một thời mà cái đạo của ta cũng lâm vào cái hoàn cảnh như vậy, sẽ có không ít người hậu thế nhẹ bảo rằng đây là lời dạy của Phật, đây là lời dạy của Thế Tôn, đây là Phật ngôn, đây là Phật pháp, nhưng cái nội dung ấy không có cái nhẹ nội dung ấy không có cái tinh thần, không có cái ý nghĩa hướng đến cái cứu cánh giải thoát như là cái lời ta thuở ban đầu nguyên thủy nha. Cái này rất là quan trọng, nhưng mà lúc đó người ta vẫn gọi đó là Phật pháp, Phật ngôn. Giống như cái trống kia nó chỉ còn là cái tên trống thôi, chứ còn da gỗ rồi coi như bị thay thế toàn bộ. Nhớ cái nó rất là quan trọng. Ở đây ngài dạy rằng có người trên đời này chỉ có hai hạng người, thì đối với chư Phật chỉ có hai thái độ thôi, một là hạng người xuyên tạc chư Phật và hạng người không xuyên tạc chư Phật. Mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình lạy Phật, mình cúng Phật. Mà trong khi đó nếu mà mình không có hiểu biết giáo lý thì có nhiều khi cái trong cái hiểu của mình, trong cái nhận thức của mình, trong cái quan niệm của mình về Phật pháp có vấn đề, và khi mà mình có vấn đề mình viết lách hay là mình phát biểu ấy, là mình vô hình chung mình xuyên tạc ngài mà mình không biết nha. Như tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ mới 15 tuổi thôi, thầy bổn sư của tôi là Hòa Thượng Tịnh Sự mới vừa tịch năm 1984, năm tôi mới 15 tuổi, thì tôi từ ở Long Thành tôi về chùa của thầy ở quận 6 á. Tôi gặp cái bà Tư hộ tăng nấu cơm, nó bà gặp tôi thì bà gặp tôi bà khóc, thì bà gặp thì bà nhớ hồi xưa lúc thầy còn đó thì tôi thường ghé ở đó. Mà đó tôi nghịch lắm, mà đó tôi nhỏ, tôi ghét đó, tôi 10 tuổi, 11 tuổi, giấc trưa tôi không có ngủ. Tôi đi tôi lấy mấy cái giọt nước tôi xịt tùm lum á, nó thành rồi ngày ra ngày la tôi. Rồi có những ngày tôi học ở xa cảng ấy, học với thầy Hộ Giác đó. Giấc trưa tôi ghé Phú Định đó, thì ngày 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 có bữa ngày gặp tôi, ngày nói xui rồi, trễ rồi, tới trễ rồi, bữa đó làm bánh xèo. Tôi còn nhớ những cái kỷ niệm đó. Rồi ngày đi lên chánh điện, ngày hốt cho tôi mấy trái quýt, lúc mình còn nhỏ xíu à. Mấy trái quýt. Rồi có lần cái ngày hỏi tôi về chứ đi học bên xa cảng có học tiếng Thái không? Tôi nói, dạ có. Cái ngày kia tôi viết cái chữ O tiếng Thái cho ngài coi. Khi tôi viết cái ngày lắc đầu, ngài viết nói viết gì không có đúng. Chữ O nó phải chia làm phần, cái bụng nó phải hai, cái phần trên 1/3. Rồi ngài lấy cái bút lông, ngài viết cái chữ đó chữ. Ngài viết tổng cộng 4, ngài viết như về thầy như vậy đó. Cái chuyện đó thì cái bà nấu cơm bà biết, cho nên khi bà gặp tôi cái bà mới nhớ, bà khóc bà nói không ngờ mới đây thầy bây giờ ngài đi mất rồi, mà sư có biết không, ngài của mình nó chân tu lắm, cho nên tôi linh dữ lắm cũng thấy vậy. Thì tôi hỏi các vị trong rừng có đành lòng các vị nghe cái lời đó không, thương nhau mà lại bằng người phụ nhau. Cụ Nguyễn Du mấy chục năm về trước đã phụ nhau là sao, khen nhưng mà ghen kiểu đó chết rồi linh lắm. Bà con ở trong cái vùng này ai cũng thấy ngày về hoài, bắt đầu bà kể cô Tư Nghĩa Bước rồi bà chín nước đá mà tám nước sôi mà năm nước lạnh gì đó, bà kể bà lôi ra tôi lúc tôi nhỏ xíu mà tôi cũng biết bà mớ thôi. Tôi nghĩ bụng tôi nói con tu bẩn giờ nó đi biền biệt sân khê có bao giờ mới về, có đâu mà tu rồi mà lẩn qua lẩn quẩn đó cho mấy cái bà tám này mà bà thấy hả trời. Và cái vị thấy không, thương mà rồi hiểu lầm quát về nhau như vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nghĩ mình thương Phật, kính Phật, quý Phật, tu Phật, học Phật, mà trong khi cái Phật rồi mình bè mình diễn dài. Thì hóa ra là mình xuyên tạc, mình bán bậc đạo sư của mình. Không hay nha. Nó là thương nhau mà lại nè, mình
tin có cái ông nó vui lúc ổng mình tin tông ổng đi ra mà chở bằng vải mà ai đấy nghe ai đó nó nói cái gì đấy ông nói cả cái Houston này chỉ có cái chùa của sư phụ tôi là chánh pháp thôi, chỉ có chùa sư phụ tôi là ăn mặn thôi. Ông khen cái đạo ông khen vậy cái động trời đối với ông ăn mặn là ép. Rồi tiếp theo đó là cái người Phật là có nghĩa là cái gì chư Phật có nói thì mình nói có, Phật dạy như thế, mà cái nào Phật không có nói thì mình làm ơn mình đừng có ghép tội cho ngài mà cũng tội cho mình. Ngài này nói tội cho ngài là thì mình thương mình nói vậy thôi, tội đối với ngài là tội nghiệp cho ngài, còn mình đó thì tội lỗi cho mình. À, rồi tiếp theo cái đoạn số 5 mới ghê nè, đoạn số 5 số 6 mới ghê. Số 5 số 6 là sao ta? Số 5 số 6 là sao ta? Số 5 số 6. Cái này mà không có Bali là chết. Cái này có Bali là chết. Để tôi kiếm Bali cho nó sang chứ không tôi nó không có nó mới sang. Đây nè. Cái chữ này này các tỳ kheo ở đây có hai hạng người người xuyên tạc và không xuyên tạc Như Lai. Cái hạng thứ nhất gọi là cái cô giọt mưa này cũng giỏi thiệt mà giỏi thiệt bà này bà nó già chứ mà sao nó lanh nhạy nhạy. Cái đoạn thứ nhất là để coi thế nào là hai là người rõ kinh cần phải giải thích mà lại nói rằng kinh đã được giải nghĩa. Thứ hai là đã được giải nghĩa thì lại nói là cần giải nghĩa. Nếu mà cái này mà không có đọc chú giải comment thì trời cứu tôi không hiểu được, tôi chết thì dễ hơn rồi tôi hiểu được. Nhưng mà cái này chú giải nói thì nó sướng vô cùng. Thứ nhất đó là này dắt thằng này dắt thằng này dắt thằng xuất tá, tức là cái kinh cần được giải thích rõ vì có cái nội dung gián tiếp ẩn dụ. Đó, còn cái thứ hai là ni, ni là past participle ni ni tập ta xuất tá là những Phật ngôn tự thân đã quá rõ ràng. Thì ở trong chú giải mới giải thích thế này là ngay trong cái thời pháp thứ hai sau khi mà thành đạo thì Phật đã khẳng định vạn pháp vô ngã, vạn vật trong cái suy nghĩ của phàm phu á chỉ là giả niệm giả lập tục đế chế định không có chiếc xe trong cái đống phụ tùng như vậy thì không hề có ông A bà B nào hết mà chỉ là sự ghép nối và lắp ráp của những cái khoảnh khắc thiện ác buồn vui, tất cả chỉ là sự lắp ráp nhà và ghép nối của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, tất cả chỉ là sự lắp ráp và ghép nối của 12 xứ 18 giới nha. 12 xứ tức là 6 nội xứ 6 ngoại xứ đó, 6 căn 6 trần. Còn của 18 giới thì có nghĩa là 6 căn 6 trần và 6 6 cảnh nha. Chứ ở đây không có người, không có thú, không có thánh hiền,
không có ngu trí, không có chư thiên loài người chim muôn súc vật, không có tất thảy những cái khái niệm đó, chỉ là giả lập, giả niệm, giả định nha, chế định tục đế, thi thiết, biến kế sở chấp, chứ không phải là đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất tác đàn nha. Nhưng mà về khi mà thuyết pháp thì Thế Tôn đôi khi cũng cũng gọi là tùy duyên, mà phương tiện để mà dùng những cái từ ngữ của dân gian. Ví dụ như này, các tỳ kheo, có ba hạng người bla 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 bla, có bốn hạng người bla 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 bla, có tám hạng người bla 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 bla, khi làm ác thì sẽ bị sanh về cõi này, cõi địa ngục, khi mà làm lành được sanh về cõi vui như nhân thiên. Thì tất cả những cái địa ngục và nhân thiên đó nó đều là phải giải thích hết, bởi vì tất cả những cái đó là nó thuộc về cái dạng gọi là ni dấp thá xuất tá, tức nghĩa là những cái trường hợp mà ngài dùng cái ngôn ngữ ẩn dụ mang cái ý nghĩa gián tiếp là vì sao, là vì có những chúng sanh trong đời này mà nói thẳng đo ngay chóc exactly vô cái chỗ cần nói, nó không có hiểu nha. Ví dụ như bây giờ đa phần 99,9% chúng sanh mà nghe cái câu mà vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt ấy, nghe vậy làm sao mà hiểu, bắt buộc phải cho họ nghe là ai là chư Phật là không mấy khi ra đời, lời dạy của chư Phật là con đường thoát khổ, muốn thoát khổ thì phải hành trì theo lời Phật, là tu tập theo là tam học giới định tuệ. Giới là gì, định là gì, tuệ là gì, nó nói tràn giang đại hải như vậy đó, người ta mới đắc. Chứ còn mà cái kiểu mà vạn pháp tùy duyên sinh, vạn pháp tùy duyên diệt á là làm sao mà hiểu nha. Thì cho nên kinh điển có hai trường hợp, có những trường hợp là Đức Thế Tôn dùng cái hình ảnh ẩn dụ thì mình không thể ôm chặt cái đó để mà mình hiểu, mình hiểu hư cư cái đó là mình chết. Rõ ràng là nó là vô ngã, không có người, không có ta, chúng sanh chỉ hiện hữu tồn tại sanh tử trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na nha. Vậy mà sao có chỗ ngày dạy, ngày kể lại chuyện xưa, ngày kể lại câu chuyện xưa xong rồi ngày mới nói này các tỳ kheo, nhà vua trong câu chuyện ấy chính là ta, và cái vị quan tể tướng trong đó chính là Xá Lợi Phất, và cái vị mà quan cận vệ của vua lúc đó chính là A Nan. Thì mình nghe vậy mình đã chết rồi, ngài nói vô ngã mà tại sao bữa nay này ngài lại nói rằng đó là ngài, có nghĩa là mình hình dung có một cái tôi, có một cái tôi, có một cá thể mà liên tục tồn tại từ đời này sang kiếp khác, không có phải cái trường hợp đó được gọi là ni dấp và xuất ta, có nghĩa là cái chỗ này mình phải linh động mà mình hiểu, là Thế Tôn giống như là một cái nhà khoa học ở trong phòng lab thì ngài nói chất này chất kia, nhưng mà bước ra ngoài thì ngài vẫn phải kêu một ly đá chanh, chứ không phải ngài nói H2O, axit gluco, fructo, lacto thì làm sao người ta hiểu. Đấy, thì ở đây cũng vậy, trong trường hợp mà ngài thuyết cái pháp mà theo cái cách nói gọi là chân đế đó, thì chỉ có quẩn xứ giới đế, chỉ có sát na, chỉ có danh sắc, chỉ có vô thường khổ vô ngã thôi. Nhưng mà khi mà ngài nói pháp theo cái kiểu nói chế định tục đế thi thiết thì ngài phải dùng một cái cách nói ẩn dụ, một cái cách nói nó hơi ví von, nó hơi nôm na tí ti, để cho mấy cái người mà họ hơi chậm chậm yếu yếu dở dở đó họ mới xoay sở kịp, các vị nhớ nha. Cái này quan trọng lắm. Thì ở đây đó là cái ngài nói rằng có những người họ không hiểu được hai cái này. Wow, chính vì họ không hiểu được hai cái này cho nên từ đó họ đã hiểu sai và diễn dịch sai. Cái sai ấy không chỉ mang lại cái hại cho bản thân họ mà nó còn là cái đại họa cho bao nhiêu là người khác nữa. Nhà giáo dục mà sai lầm mới là làm hại một vài cái thế hệ học trò, sinh viên. Một nhà chính trị mà lầm thì nó là hại cho đất nước trong một giai đoạn. Nhưng mà một cái người mà phàm phu mà hiểu sai Phật pháp thì cái hại đó nó di họa muôn đời, không phải cho riêng mình mà còn cho bao nhiêu người khác. Tôi nhớ hoài cái bữa đó tôi có giảng cho bà con nghe, vì đâu mà chư Phật luôn luôn có thể dễ dàng an trú nhà vô
vô lượng tâm đối với chúng sanh cực kỳ dễ dàng. Tại sao? Là bởi vì thứ nhất là từ, luôn luôn mong chúng sanh được vui, được tốt, đó là từ. Bi là mong cho chúng sanh được vui, đừng có bị cái gì xấu xa bất hạnh, đó là bi. Hỷ là vui vẻ hoan hỷ với cái điều gì tốt đẹp mà chúng sanh có được, đó là nhân lành hay là quả lành. Nhưng mà cái điều thứ tư mới ghê, đó là ngày các ngài luôn luôn dễ dàng an trú một cái nội tâm bình thản, thường lắm tội nghiệp lắm, nhưng mà không có nặng lòng bi lụy như 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 là chúng ta. Giúp được thì giúp, nhưng mà không giúp được thì các ngài cực kỳ thanh thản, coi gọi là nếu cần thì coi tất cả chỉ là những cái tia chớp, những cái luồng sáng lăng tăng lăng tăng lăng tăng, chỉ vậy thôi. Chứ ở đó không có người, không có tú, không ông A bà B gì hết, lòng rất là thanh thản. Là vì sao? Vì là vì 1001 lý do. Thứ nhất, các ngài thấy rõ rằng mỗi chúng sanh trong đời này có cái nghiệp riêng. Wow, có nghiệp riêng. Mình thương họ cách mấy thì mình cũng không thể lo cho họ bằng cái thiện nghiệp quá khứ của họ. Mà mình có ghét họ cách mấy thì mình cũng không thể nào mình hại họ tả tơi tan tác và te tua cho bằng chính cái ác nghiệp của họ nha. Đó, đó là cái điều thứ nhất là quán nghiệp. Cái thứ hai nữa là sao ta? Cái thứ hai là người thấy quá xa về mỗi cái phận người. Người đang ôm bát như vậy rồi mà người thấy có một cái anh nông dân từ dưới ruộng tay lấm chân bùn bò lên, mở cái vỏ cơm ra, rút một trái chuối củ khoai đặt vào bát ngài. Mình đó thì mình lấy mắt mình nhìn nên mình nói trời ơi hay quá luôn, cái ông nông dân này là sau này là tha hồ hưởng phước. Nhưng mà ngài lại khác, ngài không phải thấy một cái nhỏ xíu như mình đâu, mà ngài thấy cái xa thăm thẳm. Ngài biết rằng cái nông dân này là một người có tánh khí cực kỳ hung ác, mà bữa nay nhằm cái ngài coi như là ngài này hoàng đạo làm sao đó, mà chả tự nhiên chả có cái tính tâm, chắc bữa đó chả nhìn hào quang làm sao đó. Chứ còn cái cha này ngài biết ngầm là cái ông này có cái máu ác. Ngài biết rằng với cái công đức hôm nay nè, à, với một trái chuối củ khoai hôm nay là ông ta có 800.000 kiếp coi như là tha hồ hưởng phước. Mà ngài biết luôn là có những kiếp anh này trở thành hôn quân bạo chúa Hitler Mao Trạch Đông, ngài biết chắc chắn như vậy nha. Và biết đây là trở thành Võ Tắc Thiên, trở thành Catherine đệ nhất của Nga, cực kỳ khát máu, hại người không gom tài. Và ngài biết rõ cái công đức hôm nay mà nếu không có thì cái quả kia sẽ không có. Nhưng mà bây giờ từ chối cách gì đây? Là vì người ta đã có cái phước duyên để gặp ngài, có phước duyên để cúng dường cho ngài. Các vị đừng có tưởng nha, các vị đừng có tưởng là làm phước là nhân, à, rồi có nghĩa là nhân thì không cần nhân tác động, không, nhân nó tạo ra quả, nhưng bản thân nhân làm nên nhân ác nó cũng phải có những nhân khác khiến xui cho nó mới có điều kiện để mình thực hiện. Mấy trong rung có hiểu và có tên gì này không? Tôi ví dụ như trong kinh nói không phải ai cũng có cái duyên lành mà làm suối cha ta mà cúng dường bữa ăn cho Bồ Tát trước khi thành đạo đâu quý vị nha. Mà cũng không phải Phật tử nào cũng có cái duyên lành để mà cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Thế Tôn trước khi ngài diệt độ đâu quý vị à. Cả đời Thế Tôn chỉ có hai cái bữa ăn, đó là bữa ăn mà công đức thấu trời, quý vị có biết không? Trước khi Thế Tôn vượt tịch, ngài dặn dò ngài A Nan rất là nhiều điều, mà trong đó có một điều thế này: này A Nan, ta mất rồi thì có thể Chúng ta sẽ có cái lòng ăn năn day dứt khi nghe thiên hạ nói rằng Thế Tôn đã vì thọ trai ở nhà Chúng Ta mà viên tịch. Có lẽ là trong thực phẩm ấy có vấn đề gì chăng? A Nan khi đó hãy nói về vậy, vậy an ủi Chúng Ta rằng tôi từng nghe Thế Tôn dạy như sau: cả đời Thế Tôn từ trước khi thành đạo đến khi niết bàn có hai bữa ăn mà công đức đặc biệt là vô lượng bất khả tư nghĩ thể nghĩ bàn, đó là bữa ăn cuối cùng trước Như Lai thành đạo và bữa ăn cuối cùng trước khi Như Lai diệt độ niết bàn nha. Hãy nói với Chúng Ta như vậy. Để xin hỏi bà con trong rung, mình mà cái thứ tào lao thì làm sao mà mình có cái cơ hội để mà mình cúng dường hai cái bữa ăn đó được? Quý vị, quý vị nghĩ đi, mặc dù cúng dường là nhân chứ không phải là quả, nhưng mà mình phải có cái phước duyên sao đó mình mới gặp được một cái vị thánh mới vừa xả định. Mặc dù cúng dường là nhân, nhưng mà anh phải có cái nhân gì đó, anh mới có điều kiện để anh làm cái nhân lành hoặc là nhân ác này nha. Ví dụ như hôm nay quý vị biết quý vị phải làm sao đó, quý vị mới là có cơ hội được
cái đám mà Hồi giáo nó chiêu mộ để mà ôm bom tự sát, tại sao nó không chiêu mộ tôi, tại không có chiêu mộ quý vị trong Rainbow Thoát mà lại chiêu mộ mấy cái người khác, tại sao? Rồi tại sao mà mình lại có cái điều kiện để mà mình đi câu cá săn bắn? Mình sanh ra ở sa mạc này có cái ai mà rủ mình đi săn, có ai rủ mình đi câu cá được đâu. Mà mình sanh ra ở đồng bằng này có ai rủ mình đi săn bắn được đâu. Cho nên là mình phải có cái nhân duyên, điều kiện, bla 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 bla, tiền oan túc trái gì đó, mà bây giờ nó khiến xui cho mình mới có cái điều kiện để làm thiện làm ác. Thì ở đây cũng vậy, khi mà nghe thấy rằng cái ông nông dân mà đang bò đang lết từ cái ruộng lên là ngài biết là đại họa của chúng sanh đã là tới rồi. Ngài biết chứ, ngài biết rất rõ. Thấy như vậy thì tôi hỏi các vị, cái lòng làm sao mà không có hững hờ, nó ngán quá đi. Biết rằng đây là Hitler nó đang bò lên là biết, nó cúng cái trái chuối này là coi nó nắm trong tay 90 sư đoàn, tay mấy triệu thành viên Đức Quốc xã. Ngài biết chắc chắn, ngài biết rằng nó mới ra V1 V2 để mà uy hiếp London. Ngài biết rằng chính Hitler nó đã làm cho 20 triệu dân Liên Xô tàn sát, chưa kể là dân quân lính của đồng minh và dân sự nha, ngài biết. Nhưng mà bây giờ là sao, đành phải chịu thôi, đành phải chịu nha. Cho nên là mình học kinh là mình phải thấy, mình thấy mấy cái chỗ đó mình mới lạnh nha. Học kinh là hiểu kỳ hiểu lý kinh thì mới thấy thương và quý Phật, và mới thấy rằng không nên bán bổ xúc phạm mà xuyên tạc ngài bằng những nhận thức sai lầm và suy diễn tùy tiện. Điều đó không nhận những làm hại cho bản thân mình mà nó còn di họa cho đời sau, cho kiếp khác, cho muôn người thiên hạ. Ok, bây giờ mình qua cái đoạn khác. Đó là với cái người mà có cái hành động che đậy, đoạn 7 nha, thì chắc chắn có hai cái chỗ về này chờ sẵn họ, đó là cái chỗ dịch của tôi, còn trong bản dịch đây là một trong hai sinh thú được chờ đợi. Còn tôi dịch là với cái người mà có cái sở hành mà khuất lấp á, thì họ chỉ có hai cái chỗ để về thôi, đó là địa ngục và bàn xanh nha. Thì cái chỗ đó là sao ta, gọi là trong kinh gọi là Patichana Kammanta, Patichana Kammanta có nghĩa là cái sở hành khuất lấp, gọi là hidden đấy, một cái hidden đấy, mờ ám, mờ ám. Là tại sao vậy, là bởi vì là có hai chuyện mà chúng ta sẵn đây nói luôn. Sinh xem lại kinh kinh gì ta, kinh Châu Báu, để Bali luôn cho nó sang, Rattanasutta, trong kinh tập Bali kêu là Sutta Nipata. Nhớ nha, phải nói là phải có gốc thì nó mới phê nha, chứ còn mà cứ nói chung 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 mệt lắm nha. Đây, 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 đây. Cái này là kinh nói chứ không phải tập nói. Rồi thứ hai là xem trên Google đó, theo lời Nguyễn Du ha, về ba đức của Phật. Vậy mới sang nha. Xem được Google ba đức là bi bi đức, tịnh đức và trí đức của chư Phật ba đời mười phương. Thì tôi đang giải cái chỗ này. Xin xem lại trong Google về ba đức của Phật, là bi đức, tịnh đức và trí đức. Bi bi trong trước hết trong kinh Châu Báu đi, trên Châu Báu có dạy rằng một vị thánh tu đầu quần á, thì á, là coi như là không mắc vào những lỗi lầm sau đây, là không có phạm vào năm cái tội đại nghịch là chắc chắn rồi. Vị đó không còn tà kiến cố định, vị đó không có lìa bỏ tam bảo. Nhưng mà đặc biệt có một điều là vị tu đầu quần á, vị sơ quả không hề có lòng che giấu bất cứ lầm lỗi nào của mình.
Chỉ vì vị ấy không hề làm cái gì phải che giấu, rất là logical. Vị sơ quả không hề có lòng che giấu bất cứ lầm lỗi nào của mình. Why? Lý do rất là đơn giản, chỉ vì vị ấy không hề làm cái gì mà phải che giấu. Không hề. Ngay cả cái chuyện mà vị đó gọi là, nếu là cư sĩ, nếu là cư sĩ vị đó có chồng có vợ thì vị ấy vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà đó là chồng của tôi, đó là vợ của tôi nha. Còn khi đi xuất gia, vị sơ quả không hề vi phạm bất cứ một cái giới phẩm nào mà mình đã tuyên nhận trước mặt chúng tăng. Nhớ nha, vị sơ quả không bao giờ vi phạm bất cứ học giới nào mà mình đã tuyên nhận trước mặt chúng tăng. Thí dụ như sa di giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, hoặc là nếu là cư sĩ thì là cư sĩ giới gồm năm giới hay bát giới, thì vị này không có. Cho nên cái vị tôi được quần không bao giờ có cái chuyện che giấu lỗi lầm, là bởi vì này không có cái làm cái gì mà phải che giấu. Đó là cái chuyện thứ nhất. Thứ hai nữa là làm ơn xem ở trong cũng tăng chi, tăng chi một cái kinh gọi là kinh Văn Cá Sutta ở trường phái như vậy đó, tức là nói ra là phải kinh này kinh kia, kinh này kinh kia cho nó mới đã nha. Cái này cái kinh này là ngày Minh Châu về kinh Quanh Co, thì đi mới sang kinh Quanh Co. Thì trong đó Đức Phật ngài dạy thế này: này các tỳ kheo đó, ai sống mà có cái sở hành quanh co quất lập đấy, thì khi chết rồi họ phải sanh vào cái cảnh giới mà có cái kiểu sinh hoạt quanh co quất lập. Quanh co quất lập là sao? Là thích trốn chạy, thích trốn chạy, thích bóng tối, sợ tiếng động, sợ bắt gặp, sợ nhìn, sợ bị nhìn thấy. Thí dụ như rắn, chuột, chồn, treo, rồi dán mối rồi đó. Đó là sợ tiếng động, sợ ánh sáng, sợ bị phát hiện, sợ bị sợ chạm, sợ bị nhìn thấy. Thì vì sao vậy? Vì nên cái này ai có cái lúc thuở sinh thời của cái lúc mang thân nhân loại mà có cái sở hành quanh co khuất lấp che đậy, thì họ sẽ phải sanh vào cái cảnh giới mà cái kiểu sinh hoạt cũng y chang như cái hạnh nghiệp kiếp xưa, là cũng quanh co khuất lấp, trốn chạy và sợ ánh sáng. Đó. Cho nên đây là cái bài kinh thứ hai, và cái thứ ba đó là tam nghiệp, ba xin lỗi, tam đức của chư Phật. Chư Phật có trí đức, tình đức và bi đức. Trí đức là sao ta? Trí đức có nghĩa là cái gì chư Phật cũng biết. Bi đức là ai chư Phật cũng thương. Và cái tịnh đức là đức lành nào của chư, đức lành nào chư Phật cũng có, nhưng mà chưa hết thôi. Cái tịnh đức nó còn có cái này nữa: đức lành nào chư Phật cũng có. Và trong kinh giải thích thêm, dầu Thế Tôn có sống trước 1.000 người hay là một mình ngài giữa rừng sâu núi thẳm hang núi và kinh khuất, thì Thế Tôn luôn luôn là vậy, không hề có hai Thế Tôn như chúng ta. Các vị có biết rằng nếu mà các vị ở gần tôi trong vòng 1 năm, các vị sẽ thấy rằng tôi là thiên hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ, ở nghĩa xấu nhất thiên hình vạn trạng, là bởi vì cái nhiều cái đó là đừng có trách, là lý do là làm sao mà phàm mà cấm tôi thiên hình vạn trạng, là thiên biến vạn hóa, là bởi vì ta trước đám đông thì nhiều khi cũng liêm diêm chút định, nhưng mà khi còn một mình ấy, bởi vì hôm tôi sợ lắm, tôi hỏi bà con tôi đang giảng bà con có nhìn thấy tôi hay không, bởi vì bữa đó tôi bị đau răng, mê là chỉ có răng không mà sợ người ta thấy mình là cái bị tưởng tượng mà bao nhiêu cái chuyện mà dĩ dãn dơ dãi dễ dàng gì giấu giếm nhân gian, làm sao mà yên được quý vị nha. Cho nên chư Phật có cái tịnh đức là sao? Là đức lành nào ngài cũng có, và từ ấy suy ra, từ ấy suy ra chư Phật dầu có ngài ngồi trước 1 triệu người, 1 tỷ người, hay là lui sâu vào hang động núi cao này, một mình giữa màn đêm của rừng thẳm, chỉ có chim chóc côn trùng, thì chư Phật luôn luôn vẫn là vậy, chỉ có một mà thôi, chưa hết đâu. Các vị có biết rằng Thế Tôn từ cái lúc mà rời thành mà đi xuất gia năm 29 tuổi cho đến khi ngài thành đạo là tổng cộng 7 năm trời, các vị có biết? Tức là 6 năm khổ hạnh cộng với năm thành đạo là 7 hết.
mà ác ma thiên tử đã đi theo Thế Tôn suốt chừng đó năm, xem Thế Tôn là có lầm lỗi gì về thân khẩu ý hay không. Mà cuối cùng khi mà Thế Tôn thành đạo rồi, ác ma thiên tử là chuyên gia phá hoại phải xuống quỳ lạy Phật và nói rằng: Bạch Thế Tôn, trong suốt 7 năm ấy con có cảm giác rằng con giống như một con quạ mà cố mổ vào cái hòn đá vì cứ ngỡ nó là cục mỡ. Cũng vậy, Thế Tôn cũng thứ con đi tìm lỗi ở Thế Tôn, giống như là con quạ mà đi tìm mỡ trong tảng đá vậy. Khiếp như vậy. Chưa hết đâu quý vị, còn nhân vật nữa, đó là vua Pasenadi. Vua bằng tuổi với Thế Tôn, Thế Tôn 35 tuổi thành đạo thì vua cũng 35 tuổi làm vua. Thế Tôn viên tịch năm 80 tuổi thì vua cũng viên tịch, vua cũng băng hà năm 80 tuổi nha. Thì cái năm mà vua nghe Phật thành đạo là lúc cái vua 35 tuổi, vua nghe vua không có phục, bởi vì vua nói lục đại môn phái lúc đó gồm các vị giáo chủ cao niên lập trưởng, râu tóc bạc phơ, tiếng vong đạo cốt, tiêu bồng thoát sái, có đâu là một vị thanh niên mà có những can đứa với mình mà đầu xanh da trắng, mơn mởn tuổi trẻ mà coi như là có thể làm đạo sư, làm giáo chủ, có trùng trùng giáo chúng đồ đệ, chuyện ấy không thể nào tin được. Vua bèn cho người theo dõi Thế Tôn, tiếng Pali gọi là Charaka. Charaka có cái chữ này cho nó sang, Charaka là thám tử, đi tắc thì nha, thám tử. Thì tất thì cho mấy ông cha đá cá theo dõi Thế Tôn suốt 7 năm trời như vậy. Họ đã thấy Thế Tôn ăn ra sao, uống ra sao, sống một mình ra sao, sống giữa đám đông ra sao. Suốt 7 năm trời như vậy, về báo rằng: Tâu Đệ Vương, Thế Tôn trước sau như một, chúng tôi không tìm thấy một con người thứ hai ở cái nhân cách vĩ à đại ấy. Và sau cái nhiệm vụ này chúng tôi về là trình báo với Ngài, tôi cũng đi theo Ngài luôn chứ còn không có quẩn ở bên ngoài nữa. Khủng khiếp như vậy nha. Rồi một nhân vật nữa là ông Bà La Môn Pokkarasa đi, ông cũng cử người theo dõi Thế Tôn, cử người theo dõi ông Bà La Môn Brahmayú cũng vậy, Brahmayú rồi Pokkarasa, ông cũng cử người theo Thế Tôn suốt một thời gian dài như vậy. Mà Thế Tôn thì trước sau như một, không có gì phải che, không có gì phải giấu hết. Cho nên là nãy giờ tôi làm một loạt kinh mà trong đây có người thế nào cũng nghĩ là tôi lạc đề không, tôi chỉ mô tả minh họa thêm cho các vị thấy cái điểm khác biệt giữa đại thánh đại hiền và cái thứ tiểu tâm tiểu nhân nó khác nhau chỗ nào. Khi mà các ngài nói năng suy tư hành động, các ngài không có như mình. Và xin làm ơn xem thêm nó cho nó sáng, xem thêm kinh Sư Tử Hống Trung Bộ cho nó sang. Đức Phật ngài giải về cái lý do tại sao ngài được gọi là Như Lai, là bởi vì từ đêm thành đạo cho đến đêm niết bàn, Như Lai nói sao làm vậy. Yatha Kari, Thế Tôn nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Trong suốt 40 năm trụ thế độ sinh ấy, những gì Như Lai nói ra thì quả đúng như vậy, không thể nói khác, không thể sửa khác. Cách nói có thể khác nhưng nội dung trước sau vẫn vậy. Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, thì có người đó được gọi là Như Lai. Nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ. Rồi qua một kinh khác cho nó sang, đó là kinh mấy giờ rồi ta, wow, còn 20 phút nữa. Giảng thì cũng vui mà nó cũng mệt, các vị biết là các vị ngồi nghe thì nó khác nữa. Tôi ngồi tôi cũng ngán. Rồi ở đây tiếp theo là đoạn 8 hả? Đoạn 8. Đoạn 8. À quên, nó định nghĩa lại chút xíu. Có nghĩa như vậy thì hành động che đậy ở đây có là Patichana Kammata, chỉ cho ác nghiệp nha, ác nghiệp. Hành động mà che khuất có nghĩa là hành động không muốn người khác biết, không muốn người khác thấy thì gọi là nghiệp xấu. Còn cái nghiệp mà mình muốn người khác thấy đó là toàn là nghiệp lành, phải hiểu ngầm như vậy. Và mình để ý mình thấy thì nhiều người trong số chúng ta nó có đồ đẹp, nó thích khoe, làm được chuyện gì tốt người ta biết. Đây là điểm khác biệt của phàm phu. Còn chuyện xấu thì muốn giấu, còn riêng với bậc đại thánh thì khác một chút xíu. Làm chuyện hay ho đó thì không có muốn người ta biết. Bố thí bằng tay trái, không muốn bằng tay phải biết. Đấy.
và bản thân không có làm chuyện xấu gì để giấu, và nếu có một chút lầm lỗi nào đó do ngẫu nhiên vô ý thì cũng lập tức đem phát lộ ngay. Phát lộ có nghĩa là cho người khác biết, cho người khác biết. Tôi nhớ tôi có đọc ở đâu đó một cái câu chuyện tương tự như vậy, thì ông bố ông được đứa con nó thú nhận một cái lầm lỗi cũng hơi bự bự. Nó lấy cái của nó lấy một cái món đồ trong nhà thờ từ đường để nó bán, và suốt nhiều tháng như vậy hay là cách 1 2 năm như vậy đó, thì ông bố nghi ngờ người làm. Rồi một ngày kia đó thì đứa con trai này nó trong một cái lúc mà uống rượu với bố, nó mới nói thiệt, nó nói rằng lâu nay con giấu bố một chuyện, cái món đồ nó không phải là chị Tư lấy mà là con lấy. Thì ông bố ông nói con lấy thì bố không ngạc nhiên lắm, tại vì con muốn tiền thì có tiền mà, nhưng mà bố ngạc nhiên tại sao con giấu chừng đó năm mà bây giờ con mới nói. Thì anh con trai này nó đưa bố, bố có biết không, cái món đồ đó đem cân được, cái món đồ mà con lấy đem cân được, còn cái sự ăn năn day dứt của con thì nó giống như vô hình vậy, nó vô hình vô tướng không có cân được. Nhưng bố có biết rằng nó đè con coi như nghẹt thở mấy năm trời đó. À, cái món đồ đem cân được, còn cái kia nó vô hình không có cân được vậy đó, mà nó đè con. Nó đè con coi như là con thấy hình như là con nói ra mà bố đánh bố chửi bố đuổi con đi á, con thấy cái bộ nó dễ thở, chứ còn mà con cứ giấu nó hoài nó ấm ấp thì con khó chịu quá đi nha. Cho nên là cái sức nặng tâm linh đó nhiều khi nó cũng gánh nặng tâm lý nó cũng lớn chuyện lắm nha, biết không. Tôi nhớ cách đây có mấy hôm thôi, chuyện này nó hơi lạc đề nhưng mà cũng có lợi ích. Cách đây có mấy hôm thôi là có một người Phật tử rất là thân với tôi, cũng bị làm ăn thua lỗ cũng hơi nặng à. À, hơi nặng à, nặng làm ăn thua lỗ cũng hơi nặng, coi như có chạm tới mấy chục phần trăm gia sản đó. Thì cái người này cũng hơi sốc nặng, thì người này có gọi phone nói cho tôi biết. Tôi thấy người này sốc, tôi có nói chuyện tào lao cho người này, thì lúc đó là không thể nói đạo được, bởi vì chỉ vừa họ nghe cái mùi nhang khói một cái đó là họ tưởng là tôi đang thuyết pháp là họ trốn luôn. Cho nên tôi bèn đem là một cái chuyện rất là đời để tôi giúp họ. Tôi nói họ thế này: cô có đồng ý với tôi là có nhiều lúc chỉ vì một thứ phiền não nào đó đấy, mà cô thấy cả cái gia tài sản nghiệp đó là con số không không? Nếu bây giờ mà tôi kêu cô quán vô thường, quán vô ngã, quán tam tướng thì kêu cô quên đi cái số tiền mất, có lẽ cô chịu, cô không đồng ý vì nó khó lắm. Nhưng mà tôi kể cho cô nghe một cái bản thân cô, tôi kể là cho cô, tôi không phải kể, tôi muốn cô ôn lại trong đời cô có bao giờ vì một thứ phiền não, chứ phải thiện pháp nha, vì một thứ phiền não nào đó mà cô coi toàn bộ gia tài nó không ra gì không? Thì cô đang ậm ừ, tôi nói luôn, tình cảm vợ chồng, tình yêu nam nữ, hai cái đó nó có đủ để cho cô thấy gia tài của cô là một số không không? Tôi thấy hình như có. Khi mà đã thất tình rồi, khi mà đã đau khổ vì chồng vợ của mình có vấn đề, có kẻ thứ ba, có vòng nhì ở bên ngoài rồi đó, thì cái nỗi đau lúc đó nó đủ để gọi là nhẹ đi toàn bộ gia tài. Lúc đó mình chỉ mong là cháy nhà mà chồng vợ mình không có phản bội mình. Có đúng vậy không cô? Có đúng không? Cô với tôi cũng tầm tầm tuổi, cũng già như nhau đó. Cô nghĩ có đúng không? Có khi nào mà cô biết trên đời này có chuyện đó không? Người ta mong sẵn sàng ngủ một đêm, sáng ngày đến dậy nhà bị cháy, mà cái chuyện phản bội kia của người phối ngẫu đó, chỉ là chim bao thôi, chỉ là ác mộng thôi. Có không? Cô nói có. Tôi nói cô thấy chưa? Cô thấy chưa? Cái gia tài của cô nó nặng hàng bao nhiêu tấn, mà trong khi đó cái mà nó đè cô chỉ là chút cỏn con trong tâm lý thôi, chỉ vì một nỗi đau trong tình yêu, trong hôn nhân gia đình đó, mà nó biến cho mấy chục tấn nhà cửa tiền bạc trở nên vô nghĩa. Nói như vậy có nghĩa là ta không nên xem nhẹ cái sức nặng tâm lý được quý vị nha. Không ngờ tôi nói rần rợn từng tỉnh như vậy mà tôi giúp tụi cũ nhiều, tôi biết cũng cảm ơn, tôi có cảm ơn. Cô nói cái bộ được, cái vụ này xài được kìa sư, con thấy sư nói cái vụ này xài được. Không nghe sư nói đến Phật pháp mà sư lại đem một cái chuyện rất là đời ra sư hỏi con. Sư hỏi con có bao giờ mà vì một cái chuyện bất thiện mà xem nhẹ tài sản không? Thôi thì hôm nay cái số mất ấy thì cũng là chuyện bình thường thôi. Mà tôi còn tặng có một câu cuối cùng trước khi cúp máy, tôi nói cô ơi, cô dù sao cô cũng còn có phước để có cái mà mất,
Chỉ biết bao nhiêu người trong cái gầm trời này không đủ phước để có cái mà mắt cái phước làm chủ của mình nó tới đó rồi, nó dịp đội nón nó đi nha. Cho nên dù sao mình cũng còn hơn số người không có cái để mất, mà vì không hiểu được cái đạo lý này nè, cho nên khi bị mất thì người ta mới đau nha. Cho nên vua Alexander Great, Alexander Grand, ổng trước khi mất ổng có một cái để cái gì ngôn nói, khi mà trẫm chết rồi thì cái hòm của trẫm nó nên khoét cái lỗ để trẫm đưa hai cái bàn tay ra ngoài, đó là cái điều thứ nhất. Cái mong mỏi thứ hai là cái người khiêng hòm cho trẫm phải là mấy ông quan ngự y mấy ông thầy thuốc. Số 3 là bao nhiêu châu báu mà tùy táng đừng bỏ vào quan tài mà phải rải chung quanh cái huyệt mộ của trẫm, thì mấy ông quan hỏi vì sao vậy, thì ông nói rằng thứ nhất sở dĩ mà liệm trẫm đậy nắp hòm mà vẫn khoét cái lỗ để trẫm đưa hai cái tay ra ngoài để cho người đời sau hiểu rằng một ông đại đế chết rồi hai bàn tay vẫn không có gì hết nha. Thứ hai, cái người khiêng hòm cho trẫm phải là mấy cái ông thầy thuốc rồi, để cho đời thấy rằng thầy thuốc giỏi cỡ nào cuối cùng cũng phải khiêng xác bệnh nhân mà đi chôn nha. Cái điều thứ ba đó là bao nhiêu châu báu tùy táng không nên bỏ trong hòm mà phải rải chung quanh mộ để cho người đời sau thấy rằng gia tài cỡ nào thì cũng mang ra tới đó thôi chứ không có mang đi xa hơn được. Đấy, dĩ nhiên và dĩ nhiên cái câu chuyện đó tôi nghi rằng 99,9% nó là truyền thuyết, là giả sử, là tào lao, là bịa đặt, là nói dóc, nhưng mà cái ý nghĩa của nó theo tôi là cực lớn và hình như nó quý hơn cả cái châu báu tùy táng bên mộ, bên cái nấm mồ của vua Alexander Great nữa nha. Cho nên ở đây tôi nói là cái vấn đề sức mạnh tâm lý là chỗ đó đó quý vị. Khi mà người ta nói không đó, thì bạn sẽ có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không, kìa xem bóng nguyệt lòng sông ấy, hay có không không mà gì. Là vậy đó. Rồi tiếp theo Đức Phật ngày dạy đoạn 8, đoạn mấy, đoạn 7, đoạn 8, đoạn 8 chứ, đoạn 8. Cái người mà có chánh kiến ấy, thì hy vọng đi chết rồi thì sanh về lạc cảnh cõi vui. Còn mà tà kiến rồi đó là sao, là thấy sai thấy nhầm. Mà cái vị biết mà chánh kiến là sao ta, nói nôm na là mắt sáng thấy đúng đường đi, không lọt hố, không có sụp ổ gà, không có tai nạn. Còn cái thứ mà ra lộ mà nhắm mắt bịt mắt như đinh da, hoặc là bị mù, hỏi làm sao mà ra xa lộ mà không có tai nạn được nhé, thì ở trong cái cõi luân hồi nó là một cái con đường cao tốc, mà chỉ cần anh bị gọi là loạn thị, cận thị, viễn thị, chứ đừng có nói là khiếm thị nha. Mà trong khi anh bị một thứ đó là anh đã là chết rồi, mà trong khi nhiều gia đình đó là còn khổ thì bệnh siêu thị nữa, có nghĩa ra đường mà thấy mà 70% hạ giá là nhào vô liền, đó là bệnh siêu thị. Còn đây mình chỉ nói là trên xa lộ thôi, chết trong phố gọi là bệnh siêu thị, còn chết ở ngoài lộ gọi là bệnh loạn thị, cận thị và viễn thị. Thì cái thằng cha mà tà kiến ấy, là chắc chắn là chả phải bị đọa, là bởi vì trên cái cao tốc của cuộc đời, trên cái cao tốc của đường sanh tử chả lại thấy sai. Đấy. Người ta đổi làn bên trái mà tưởng bên phải, nhào vô hai đường thẳng song song bỗng gặp nhau ở một điểm, thế là chàng về với Chúa nha. Tà kiến là gì? Tà kiến là không thấy đường đi, hoặc là thấy nhầm thấy sai, trong gà quá cuốc. Ok, đó được gọi là người tà kiến. Còn người chánh kiến là có làm sao thấy như vậy. Đấy, thì để mới đi đúng đường về đúng nơi được nha. Nói gọn là chánh kiến là không mắc vào thường và đoạn kiến, còn đoạn còn tà kiến là mắc vào một trong hai tà kiến ấy. Cái đó đã nói rồi, thường có ba và đoạn có ba, tôi mà nói nữa thì coi như tôi chết, tôi quá sức mệt rồi nha. Rồi thứ hai, tiếp theo nữa là ngài nói về giới. Người có giới thì cái cơ hội đi lên nhiều hơn người không có giới, vì chúng ta có nghe ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, có nghĩa là căn bản đạo đức là năm giới mà không có thì cái đường trời người là coi như là đóng sớm, đóng sớm. Rồi tiếp theo nữa đó là cái đoạn số 9. Cái đoạn số 9 là ngài dạy rằng đó là ngài hoan hỷ với cái trú xứ xa vắng. Và một đoạn kinh khác cũng ở trong Tăng Chi
Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, ta luôn tán thán và hoan hỷ với trú xứ xa vắng độc cư. Này các tỳ kheo, khi mà Như Lai sống một mình trong rừng ấy, Như Lai luôn cảm thấy an lạc và thoải mái. Ngay cả cái việc đại tiện và tiểu tiện, tôi không nghĩ rằng có một vị giáo chủ nào cao siêu mà lại có thể đơn giản như vậy. Ngài nói một cái chuyện rất là cụ thể, rất là nôm na và rất đổi dân gian nè. Ngài tán thán, ngài tán thán. Bởi vì sao? Vì phải nói rằng một đoạn kinh khác ngài dạy này các tỳ kheo, khi mà Như Lai nhìn thấy một tỳ kheo ngồi ngủ gục ở trong rừng, ta là vẫn hoan hỷ vì ta nghĩ rằng một lát nữa đây khi cơn buồn ngủ qua đi thì tỳ kheo này sẽ lại tiếp tục tinh tấn. Trong khi đó ta nhìn thấy một tỳ kheo sống ở làng, ta không hoan hỷ vì ta nghĩ rằng vị này sớm muộn gì sẽ bị phiền phức bởi các cư sĩ tục gia, hoặc là đem đến vị này cái bực mình, hoặc là để vị này đem đến vị này những cám dỗ nha. Đặc biệt như vậy. Và bây giờ ta quay lại bài kinh mà ta đang học ở đây. Ngài nói rằng ngài rất là hoan hỷ, ngài rất là hoan hỷ với cái trú xứ xa vắng vì hai cái lợi ích sau đây. Thứ nhất, khi ngài sống trong đó ngài cảm thấy an lạc, bởi vì ngài không có phải nhìn thấy, không có phải nghe những không phải nghe không phải nhìn những cái thứ phồn tạp của cái cõi dân gian ô trược. Tuy là Phật không có phiền não, nhưng mà bây giờ có bị tưởng tượng đi, tối ngày mà âm đùng rồi chiên xào nóng nước nấu nước rồi mùi cống mùi rác mùi chất thải khối công nghiệp, ví dụ như vậy được chứ thời đã làm gì có nha. Thì các vị tưởng tượng sáu căn của mình mà nó phải là đối phó với sáu trần trời ơi đất hỡi, hay là sáu trần dễ thương, thảy đều là phiền phức nha. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên là người nói rằng sống một mình, sống nơi hẻo lánh đó, xa vắng. Thì chuyện đầu tiên là mình được hiện tại lạc trú, được thoải mái ngay trong đời này kiếp này nha, là an lạc hiện tiền nha. Rồi cái thứ hai đó, cái lợi ích thứ hai đó là lòng thương tưởng đến những chúng sinh về sau. Thì ở trong chú giải mới nói thương tưởng chúng sinh về sau là sao ta, bách chim mày chết nó tặng nó cầm pa mà nổ tiếng. Lòng thương tưởng những người đời sau là bách chim mê mắt mắt sao là cái nụ cầm bàn tù, đó là ngài có lòng ngày thương, ngày nghĩ đến những cái vị đệ tử của ngài về đời sau. Có nghĩa là hôm nay mà khi mà ngài sống mà ẩn cư, ngài sống chỗ thanh vắng như vậy, đó là cái gương cho người đời sau. Họ cũng thấy rằng chư Phật nghĩa là thầy ba cõi, là cha lành của gọi là tứ sanh, là thiên nhân đạo sư. Vậy đó mà ngài các ngài cũng vẫn hoan hỷ trong cái chỗ sống xa vắng, nói chi là mình là người còn nhiều việc phải làm, nhiều cái phải học và nhiều cái phải hành. Thứ hai là phải nói rằng là nếu mà bậc đạo sư không có tán thán cái đời sống mà xa vắng thì có thể gây cho một số, không phải một số mà đông đảo đệ tử về sau nghĩ rằng tu hành là phải chùa to tượng lớn, mái vàng giác ngọc giác ngà nha. Tu phải có cơ sở cơ ngơi hoành tráng mới gọi là tu. Thì như vậy là cái đại họa cho chúng sinh. Cho nên ngài mới dạy cho thấy rằng dầu cho bản thân ngài đó, ngài có được bao nhiêu cái sự hộ trì cung đốn của các đại gia đệ tử như là vua chúa đại thần nhân danh gia gì nữa, thì Thế Tôn luôn luôn tán thán cái đời sống sáng độc cư nhàn tịnh ở núi rừng, ở những cái chỗ mà xa dân cư, là bởi vì sao? Vì là ở chỗ đó cái điều kiện tu học cho các đệ tử sẽ tốt hơn, và đồng thời cũng được bản thân cái người mà ở cái độc cư xa vắng cũng được an lạc hiện tiền. Đây là một cái điều rất là đáng để mình quan tâm. Phải nói rằng hôm nay có nhiều người họ cũng nói với tôi, họ nói họ muốn hành thiền sao khó quá, tôi nhớ tôi hay hỏi thế này: cô ơi hoặc là bác ơi, anh nói anh tu mà anh tu ở đâu? Nếu mà anh hành thiền mà ở nhà phố ầm ầm, rồi trong nhà có con nít, có trẻ em, rồi có bà tám, rồi bà tư, rồi bà hò, bà hét, bà ăn, rồi bà alo gọi làng trên xóm dưới, rồi thiền cái nỗi gì nha. Cho nên tại sao mình cần đến thiền viện là vì ở đó mình có bối cảnh, mình có không gian thích hợp. Tại sao người ta thích chạy bộ trong công viên, tại sao người ta thích ra bờ biển, vì ở đó chạy ở đâu cũng là chạy thôi, nhưng mà chạy ngoài đó nó có bối cảnh, nó có không khí nha. Nó có bối cảnh, nó có không khí, chứ còn chạy mà vòng vòng trong xóm cũng nó thiếu bối cảnh lắm nha. Nó thiếu bối cảnh, nó thiếu không khí lắm. Cho nên là muốn tu tập, muốn dưỡng tâm, ít nhất là mình cũng phải có cái thuận cảnh rồi nó mới là có cái thuận duyên.
À, và chưa kể một chuyện nữa, nó là khi mà mình sống ở cái chỗ mà ồn ào náo nhiệt như vậy là mình nhiều có nhiều cái chuyện phải làm, tâm tư bị ảnh hưởng, mà công việc đó thì trùng 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 điệp điệp nha. Cho nên là đây đây là ngày tán gái nó chỗ sao bán thứ hai đó. Tôi nhớ tôi có nói một chuyện đó là chúng ta phải ở chỗ trống mà phải tu bằng cái tâm trống. Ở chỗ trống là cái chỗ mà không có nhiều dân cư, còn tu bằng cái tâm trống là sao, có nghĩa là khi mà mình muốn tu thiền chỉ thiền quán mà rốt ráo, ngoài cái trống xa người còn phải có cái tâm trống xa cảnh, là sao, là phải cắt mọi cái liên lạc về computer internet rồi phone, để cho một thời gian dài như vậy không có tiếp xúc với cái chuyện mình thích mình ghét, chuyện vui chuyện buồn. Lúc đó những cái kỷ niệm, những cái hoài niệm, những ấn tượng về những cái cõi nhân gian phiền lụy phồn tạp nó mờ dần, thì lúc đó tha hồ mà từ bi hỷ xả. Còn cái kiểu mà ngày ngày cứ lên Facebook coi cái mặt này nhìn cái mặt kia, coi nó viết cái gì rồi nó phiền lụy, rồi nó rây rứt, nó trăn trở, nó thao thức, nó khó chịu, kiểu mà kiến cắn ong chích ấy, thì làm sao mà tu nổi nha. Cho nên là tu bằng cảnh trống và tâm cũng phải trống đấy. Rồi rồi bây giờ cuối cùng nó là tới cái kinh gì, hoặc nó xong cho nó xong cái món nợ đời này đi, chứ còn ngán quá rồi. Thế gần ở đây ngày tán tháng thế nào là hai cái pháp mà dẫn đến trí tuệ giác ngộ, gọi là minh phần quý cha phạt giác, tức là cái thánh trí giác ngộ đó. Quý cha phạt giác, quý cha phạt giác ở đây thì gồm chỉ cho cái gì ta, chỉ cho cái thiền chỉ và thiền quán này. Nói sơ sơ chứ này đã nói ba trăm lần cái này đây. Chỉ và quán tức là Sa-ma-thô là định học ha, chủ yếu lấy sự tập trung tư tưởng vào đề mục nào đó, mở hoặc đơn 40 đề mục, 40 đề mục thôi, để làm hai việc. Hai việc gì ta? Để làm hai việc là kiểm soát phiền não, rồi cái gì nữa, và tăng cường cái khả năng định tâm. Còn quán là vipassana, chính là tuệ học. Chủ yếu dùng niệm để biết thân tâm đang thiện ác buồn vui, đang sinh mệt quá thì đang sinh hoạt thế nào, tức biết cái what. Và khía cạnh hai của vipassana là dùng tuệ để biết thiện ác buồn vui, từng sinh hoạt tâm ấy thực ra là gì, tức biết cái, xin lỗi lộn nha, cái này mới là cái quát nè, còn cái trước là cái hào nhớ nha. Niệm biết cái hào và tuệ biết
what. À, đại khái như vậy. Thì mình sống tứ niệm xứ là sao ta? Sống chánh đại sinh hết chỉ quán là đã nói rồi, tức là chủ yếu là thiền giả tập trung tư tưởng để mà có dọn bãi cho cái tuệ quán làm việc. Và ở đây đó có bốn hạng hành giả vipassana. Mà hành giả vipassana thì tiếng Pali kêu là vipassaka, không biết hiểu không ta? Nói gì hiểu không? Cái người mà thực hành pháp môn vipassana đó thì họ được gọi là vipassaka. À, cũng giống như bike là xe đạp, mà biker là cái người đi xe đạp. À, đại khái như vậy đó, người đi xe đạp. Thì đây cũng vậy, cái người mà tu tập vipassana thì được gọi là vipassaka. Thì có tất cả là bốn hạng. Một là một đó là samatha trước rồi vipassana sau. Rồi cái hạng số 2 đó là quý trước mà xa sao. Cái gì hiểu không ta? Alo, khổ thiệt chứ. Rồi cái hạng thứ 3 đó là xá và quý cùng lúc, tức là chỉ quán song tu. Cái hạng thứ 4 là chỉ tu vipassana mà thôi. Ồ, tất cả là bốn hạng hành giả, tức là chỉ trước quán, xa quán trước, chỉ sau, chỉ quán cùng lúc, và chỉ là vipassana mà thôi. Thì phải chỉ có bốn hạng này mới, hy vọng chỉ có bốn hạng này mới có thể chứng thánh, không hề có hạng thứ năm, không hề có hạng thứ năm, nhớ nha. Bởi vì cái samatha này nó là định, mà cái vipassana nó là tuệ nha. Mà tại sao người ta nói giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, mà tại sao có hạng thứ tư, tại sao ta, tại sao cái hạng thứ tư? Để coi cái dấu hỏi ở đây nó mất tiêu rồi ta. Là vì sao? Là vì ta phải hiểu có ba thứ định đó, các ba thứ định nha, các ba thứ định. Một là khanika samadhi, tức là cái khả năng tập trung tư tưởng. Tôi viết tắt thành là trung tâm thể thao ha, tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc. Cái thứ hai nó gọi là, thứ hai gọi học, tôi phải viết kiểu tôi mới được. Thứ hai gọi là áp, tôi cuối tôi viết sai trật tự nha, apanna samadhi có nghĩa là kiên cố định, tức là cái khả, tức là tính từ trình độ sơ thiền trở lên. Rồi cái số 3 nó gọi là upa, thứ ba là upachara samadhi, tức là cận định, tức là cái khả năng tập trung tư tưởng của người sắp đắc kiên cố định. Biết ghi gì hiểu không ta? Alo, ghi vậy mà không hiểu thì coi như tôi không biết phải làm sao. Tôi cố ý tôi lật ngược cái trật tự là vậy. Cái hạng thứ nhất cái gọi là khanika, cái trường hợp loại định thứ nhất là khanika samadhi, có nghĩa là khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc. Thì thằng ăn trộm nó đi, nó cậy cửa, nó mở khóa, nó cũng phải xài cái loại định này. Nhưng mà
cái loại định giống như vậy thôi, nhưng nó không được gọi là sát na định. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó dùng cái đó cho cái việc bất thiện. Chứ còn cái tối thượng Atidàm, cái tâm sở nó cũng là cái tâm đó đó. Rồi khi mình lái xe, khi mình lặt rau, khi mình cắt móng, khi mình giũa móng, khi mình làm mặt, khi mình nặng mụn, khi mình đánh vấn, khi mình tu son, tất thảy đều dùng định hết nha. Nhưng mà những cái định này định tào lao, không có gọi là sát na định. Nhưng mà cái nó là nó đó, giống như con dao, một con dao hung khí nó khác với con dao mà dụng cụ nha. Con dao dụng cụ thì cũng con dao đó, nhưng mà dùng để làm việc gọi là dụng cụ, nhưng mà con dao mà gây án, con dao hung khí chỉ vậy thôi nha. Rồi còn cái kiên cố định là cái khả năng định tâm của cái người mà đắc từ sơ thiền sắc giới cho đến phi tưởng, phi tưởng của vô sắc giới nha. Còn cái ông mà cận định là cái khả năng tập trung tư tưởng của người sắp đắc thiền cố định, thì cái khả năng nó lâu hơn, nó có thể nó lâu hơn cái sắc na định, bởi vì nó có thể kéo dài trong suốt nhiều giờ đồng hồ liên tục nha. Và ở đây tôi cũng nói luôn cái câu này, các vị cứ biết rằng cái khả năng trí tuệ gồm có trí nhớ và trí hiểu của chúng ta, rồi cả cái khả năng mà tập trung tư tưởng của mỗi người, nó không có tệ đâu quý vị nha. Cái khả năng mà trí nhớ, trí hiểu và tập trung tư tưởng nó không có tệ, mà lý do là bởi vì chúng ta không có biết dùng nó đúng chỗ, cho nên chúng ta khi mà cần dùng nó để tu tập á, chúng ta thấy hình như mình bị thiếu. Chứ chẳng hạn như tôi đâu có thiền định gì đâu, gì mà trong khi đó quý vị biết ngay chỗ ở tôi cách đường ray xe lửa chỉ có mấy mét thôi, mà có nhiều lúc mà tôi đang bận tâm cái gì đó, chiếc xe lửa đó đi ngang tôi không có hay, khoảng có tầm 20 mét thì quý vị, mà xe lửa đi ngang tôi không hay. Rồi khi nó qua rồi, lúc đó nó rõ ràng, rồi lúc tôi ngồi tôi ôm là rõ ràng lúc ta tôi có nghe, nhưng lúc hoàn toàn tôi mất đi cái nhận thức, cái khái niệm về xe xe lửa. Khi nó qua rồi có tôi mới chực nhớ, tôi nói ủa hình như xe lửa mới qua hả ta, thì tôi mới liếc mắt là tôi thấy nó đã tới chân trời rồi nha. Thì nó nói điều đó cho bà con tuyệt đối không phải là khoe, là có cái đó có cái gì đâu mà khoe, đang nghĩ tới tiền tới gái mà có gì đâu mà khoe. Nhưng mà tôi muốn nói đó là có những khi vì tập trung một cái chuyện gì đó mà mình coi như nó là không có nghe thấy gì xung quanh hết, điều đó cho biết rằng cái khả năng định tâm của mình không có tệ, mà chẳng qua mình không có dùng nó thôi. Đây một chuyện. Chuyện thứ hai đó là cái khả năng nhớ và hiểu của mình. Nhiều người họ than với tôi, họ than họ nói trời ơi sao mà con dở quá, chứ ơi con nghe trước quên sau, con buồn quá, con muốn con nguyện kiếp sau sanh ra cái gì con cũng nhớ. Tôi nói là con chừng điên đó nha, cái gì cũng nhớ chừng không á. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, thật ra cái trí nhớ của cô không hề kém cạnh một gọi là ai trong cái cõi vũ trụ này hết, nó chẳng qua là cái đầu của mình nó chứa toàn là nùi dẻ không, cái tủ mà nó chứa toàn là cái quần rách không, thì làm sao mà nó còn có chỗ chứa cho cái thứ mà đồ hiệu được nha. Muốn có chỗ chứa đồ hiệu là anh phải lâu như bằng được cái đống nồi dẻ nó ra, thì anh mới có chỗ anh nhét ba cái đồ hiệu vô nha. Chứ còn cái tủ của anh không có nhỏ đâu nha, cái tủ của anh là bẩm sinh là không có nhỏ đâu, mà bởi vì anh đựng toàn là quần rách không, quần dài, quần ngắn, quần lớn, quần bé, quần đẹp, quần xấu, quần mắc, quần rẻ, quần nam, quần nữ, quần người lớn, quần con nít đó. Cho nên đó là coi như anh không còn chỗ anh chứa nữa. Bây giờ anh hỏi tôi nói tại sao anh nghèo anh không có chỗ chứa quần áo, tôi nói lý anh lôi cái đám quần cũ đó ra. Ở đây cũng vậy, cái sức nhớ, sức hiểu và cái sức tập trung tư tưởng của quý vị không có tệ, mà chẳng qua là quý vị không có xài đúng chỗ hoặc không có phát hiện ra nó, không có tự tin vào chính mình. Ở đời có hai hạng nó ghét lắm. Hạng thứ nhất không ra gì mà cứ thấy mình quá xá nhiều, mà hạng thứ hai là mình không ngờ là mình có. Thì cả hai hạng này đều đáng trách hết nha. Ok hết giờ rồi, thu vào nó lố tới 10 phút mà các vị đành nhận tâm đành nói không báo cho tôi biết. Xin hẹn các vị ngày mai, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều an lạc. Ok. Idam me nyatinam putu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuvakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa pacchayo hotu.
mamang punya padang sabba sattanam di